Hôm nay xin giảng bài kinh số 70 trong Trung Bộ Kinh. Bài kinh hôm nay có chủ đề là kinh Kitagiri. Kitagiri đây là tên của một cái ngôi làng, cái địa phương mà Đức Phật đi du hành qua đấy. Và ở đấy cũng có nhiều các vị tỳ kheo đang trú ngụ ở đấy. Cho nên Đức Phật đã thuyết giảng cái bài kinh có cái tựa đề là kinh Kitagiri. Thì khi ấy Đức Phật đi du hành đến cái xứ Kasi cùng với đại chúng tỳ kheo. Rồi Đức Phật gọi các tỳ kheo đến và thuyết giảng rằng: này các tỳ kheo, ta ăn, từ bỏ ăn ban đêm. Này các tỳ kheo, do ăn, từ bỏ ăn ban đêm, ta cảm thấy ít bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và an trú. Này các tỳ kheo, hãy ăn, từ bỏ ăn ban đêm. Này các tỳ kheo, do ăn, từ bỏ ăn ban đêm, các ông sẽ cảm thấy ít bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và an trú. Đây không phải là bài kinh đầu tiên Đức Phật kêu gọi các vị tỳ kheo từ bỏ ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời. Và đây là trong ngay trong kinh Trung Bộ này đã có nhiều bài kinh rồi, Đức Phật đã nói như thế rồi. Có bài kinh thì Đức Phật nói ta ăn ngồi chỉ một lần, do ăn ngồi chỉ một lần ta cảm thấy ít bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và an trú. Có những cái bài thì các vị tỳ kheo sau khi được Đức Phật khuyên hãy từ bỏ ăn phi thời thì đều có những vị tỳ kheo hoan hỉ, thọ trì, chấp nhận từ bỏ ăn phi thời, từ bỏ ăn ban đêm. Nhưng có những vị tỳ kheo thì cảm thấy sầu khổ bất mãn vì cái thói quen ăn phi thời khó mà từ bỏ được. Cái, trong tất cả những cái học giới, những cái giới luật mà Đức Phật ban ra thì không có cái giới nào mà các vị tỳ kheo dám chống lại, nhưng chỉ trừ một cái giới duy nhất, đó là giới không ăn phi thời này. Là rất nhiều vị tỳ kheo là vẫn chưa từ bỏ được cái thói quen ăn phi thời, ăn ban đêm. Cho nên là Đức Phật phải nhiều lần kêu gọi, nhiều lần sách tấn, nhiều lần nhắc nhở, nhiều lần quy định cái học giới là hãy từ bỏ ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời đi. Vì cái việc ăn ban đêm, ăn phi thời ấy nó tạo ra một cái hệ lụy, nó tạo ra những cái sự bận rộn, nó tạo ra nhiều cái trói buộc, nó tạo ra nhiều cái nỗi phiền toái, tạo ra nhiều cái chướng ngại cho cái con đường tu tâm, cho con đường học đạo này. Vì vậy nên là dù có rất nhiều người không hoan hỉ thì Đức Phật vẫn cương quyết chỉ dạy hãy từ bỏ ăn phi thời, hãy từ bỏ ăn ban đêm. Khi được Đức Phật nói như vậy, thuyết giảng như vậy thì hội chúng tỳ kheo ở đấy đều thưa vâng bạch Thế Tôn, và các vị ấy hoan hỉ chấp nhận những cái học giới này, chấp nhận cái điều giáo giới, cái điều khuyên răn, cái sự thuyết giảng, cái sự chỉ dạy từ chính Đức Phật. Và lúc ấy các vị tỳ kheo này đã đi đến chỗ có hai vị tỳ kheo, có hai vị tỳ kheo lúc đấy không có ở trong hội chúng này, an trú ở một nơi khác. Và các vị tỳ kheo ấy đã đi đến hai vị tỳ kheo ấy là tỳ kheo Asachi và tỳ kheo Puna Pasuka, hai vị tỳ kheo an trú ở một cái địa phương ở gần đấy. Và các tỳ kheo nói với hai tỳ kheo rằng: này tỳ kheo Asachi và tỳ kheo Puna Pasuka, rằng chư hiền, Thế Tôn dạy rằng ngài ăn từ bỏ ăn ban đêm, do từ bỏ ăn ban đêm cho nên ngài cảm thấy ít bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và an trú. Và đại chúng tỳ kheo cũng đã từ bỏ ăn ban đêm. Và chư hiền hãy đến và từ bỏ ăn ban đêm. Và các vị tỳ kheo khuyên hai vị này như vậy: hãy từ bỏ ăn ban đêm, rồi các hiền giả sẽ được ít bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và an trú. Và khi được nói như vậy thì hai vị tỳ kheo Asachi và tỳ kheo Puna Pasuka đã không hoan hỉ, nói rằng: chư hiền, chúng tôi ăn chiều, chúng tôi ăn sáng, ăn ban ngày, ăn phi thời. Do chúng tôi ăn chiều, ăn sáng, ăn ban ngày, ăn phi thời, chúng tôi cũng cảm thấy ít bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và an trú vậy. Và chúng tôi tại sao lại phải bỏ hiện tại và chạy theo tương lai? Và hai vị này là
không có chấp nhận cái điều khuyên răn của các vị tỳ kheo. Và cái lời dạy này là đến từ Đức Phật. Sau khi các tỳ kheo đã nói nhiều lần như vậy, nhưng hai vị tỳ kheo này vẫn cương quyết không chấp nhận cái học giới này, không chấp nhận cái lời dạy này, và vẫn sống theo thói quen của mình, đó là vẫn ăn phi thời, ăn tức là ăn vào buổi chiều buổi tối vậy, chứ không chịu bỏ cái giới ăn phi thời ấy. Và lúc đấy các vị tỳ kheo đã đi đến bạch với Đức Thế Tôn về hai vị tỳ kheo khó dạy này, khó nói, không chịu chấp nhận cái điều răn, cái học giới mà Đức Thế Tôn ban ra này. Thì lúc ấy Đức Phật rằng hãy nhân danh ta gọi hai vị tỳ kheo ấy đến đây. Và các vị tỳ kheo gọi hai vị tỳ kheo đến, thì Đức Phật mới hỏi hai vị tỳ kheo có đúng như thế không? Này Asaji và Punapasukka, các tỳ kheo đến nói với các ông là hãy từ bỏ ăn phi thời, sẽ được ít bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và an trú. Và các ông đã chống lại, các ông đã không chịu chấp hành cái học giới này chăng? Thì hai vị tỳ kheo thừa nhận, thưa vâng bạch Thế Tôn, đúng vậy bạch Thế Tôn. Và khi nói như vậy thì Đức Phật đoạn này, các tỳ kheo, các ông có hiểu pháp ta dạy, một cá nhân cảm thọ bất cứ cảm giác nào, lạc khổ hay bất khổ bất lạc, đối với người ấy các pháp bất thiện được đoạn diệt và các pháp thiện được tăng trưởng chăng? Đấy, bởi vì với cái ăn đấy nó là một cái cảm thọ ăn ở đây, và khi ăn thì người ta có những cái cảm thọ là cảm thấy nó là một trong những cái ngũ dục ở thế gian, nó là dục nạc. Có 5 cái loại ngũ dục, đó là sắc dục, thanh dục, hương dục, vị dục, xúc dục. Thì thức ăn nó là một cái loại vị, vị dục, đây nó cũng là một cái ngũ dục. Và trong giáo pháp của Đức Phật thì luôn luôn dạy hướng đến sự ni dục, phải làm sao để mình không bị những cái dục nạc, những cái ngũ dục này nó trói buộc, những cái dục nạc này nó sai khiến, không làm nô lệ cho dục, phải xa lìa, phải đoạn trừ được các dục. Đoạn trừ được các dục thì phải tránh những cái cám dỗ của các dục, phải đè nén được những cái sự tham ái đối với các dục, đoạn trừ được cái sự mong cầu hưởng thụ các dục này. Thì cái người mà muốn ăn nhiều bữa, muốn ăn nhiều thứ, đấy là cái người đang bị chạy theo cái sự tham hưởng thụ ngũ dục, chứ không phải là cái cơ thể của mình nó bắt buộc phải ăn như thế. Nó chỉ ăn một ngày một bữa là nó đủ sống rồi, hai bữa là nó đủ sống rồi, ăn vào buổi sáng là nó cũng đủ sống, nhưng mà là nó đủ cái sức lực để tu tập trong cái ngày hôm đấy, chứ không nhất thiết là nó phải ăn nai rai suốt ngày suốt đêm. Nhất thiết nó phải ăn chiều, ăn tối, ăn phi thời, nhưng mà vì cái ăn đấy nó có cái sự khoái lạc, nó có cái sự khoái khẩu, và nó có cái sự ưa thích, nó có cái sự cảm thọ, những cái lạc thọ ở trong đấy, cho nên đó là dục nạc. Và Đức Phật nói rằng có bao giờ pháp của ta dạy là hãy hưởng thụ, hãy cảm thọ một cái lạc nào đấy mà làm cho các bất thiện pháp được đoạn diệt và làm cho thiện pháp được tăng trưởng không? Có bao giờ mình hưởng thụ những cái lạc ấy làm cho những cái những cái tâm bất thiện được đoạn trừ không? Có bao giờ Đức Phật dạy là hãy ăn cái món này, ăn món này thì tham sẽ đoạn trừ, ăn món này thì sân sẽ đoạn trừ, ăn món này thì si sẽ đoạn trừ, ăn bằng này bữa thì sẽ được hạnh phúc, an vui, thoát khổ đau. Có bao giờ pháp Đức Phật dạy như thế không? Chắc chắn là không bao giờ có cái chuyện hãy hưởng thụ cái món ăn ấy mà đi đến sự thanh tịnh, hãy ăn những cái thời ấy, bữa ấy là đi đến sự thanh tịnh cả, mà chỉ có chế ngự những cái sự hưởng thụ ấy, giảm bớt những cái sự hưởng thụ ấy, đoạn trừ những cái hưởng thụ ấy, thì mới đi đến đoạn trừ được những ô, mới đi đến cái sự thanh tịnh được cái nội tâm. Thì đấy là pháp Đức Phật dạy như vậy. Rồi Đức Phật dạy này, các tỳ kheo, ông có hiểu pháp ta dạy? Ở đây đối với một người khi cảm thọ nạc thọ như vậy, bất thiện pháp được đoạn diệt
Ở đây đối với một người khi cảm thọ, nạc thọ như vậy, các bất thiện pháp được đoạn diệt và các thiện pháp được tăng trưởng. Ở đây đối với người khổ thọ, cảm thọ cái khổ thọ như vậy, các bất thiện pháp được tăng trưởng, các thiện pháp đoạn diệt. Hay với một người cảm thọ khổ thọ như vậy, bất thiện pháp bị đoạn trừ, thiện pháp tăng trưởng. Ở đây đối với người cảm thọ bất khổ bất nạc như vậy, các bất thiện pháp được tăng trưởng, các thiện pháp đoạn diệt. Hay ở đây đối với người cảm thọ bất khổ bất nạc thọ như vậy, các bất thiện pháp được đoạn diệt, các thiện pháp được tăng trưởng. Nghe này lơ mơ nói về cái những cái cảm thọ. Thì khi mà một cái người có thể người đó nghĩ là ăn nó có cái nạc trong cái lúc ăn, cũng có khi ăn vì cái ăn đấy mà có những cái khổ thọ trong cái ăn. Cũng có khi người đó nói là tôi ăn nhưng tôi không khổ cũng không nạc, tôi thản nhiên với cái ăn. Cũng có người thì tôi ăn nhưng mà tôi cảm thọ được cái sự hỉ nạc. Cũng có người nói là tôi ăn nhưng mà ăn trong đau khổ. Nhưng mà cũng có người thì nói rằng tôi không ăn và tôi có cái nạc của cái không ăn. Tôi không ăn, tôi có cái khổ của cái không ăn. Tôi không ăn, tôi có cái bất khổ bất nạc. Tôi cũng có cái không khổ không nạc của cái không ăn. Vậy thì nó có hai mặt đối nghịch nhau như vậy. Có người ăn mà nạc, có người không ăn mà nạc. Có người ăn mà khổ, có người không ăn mà khổ. Có người không ăn mà không khổ không nạc, và ăn mà cũng có cái không khổ không nạc. Nhưng có cái nạc nó làm cho những cái ô nhiễm tăng lên, những cái khổ nó tăng lên, những cái bất thiện nó tăng lên, và những cái thiện nó dồn, nó giảm tổn. Có cái khổ cũng có cái nạc, nó làm cho cái bất thiện được đoạn trừ và nó làm cho cái thiện tăng trưởng. Thế thì hai cái, trong hai cái đấy, trong hai cái nạc, một cái nạc của cái ăn và cái nạc của cái không ăn, thì cái nạc của cái ăn, ăn nhiều, ăn tham, tham đắm vào ăn, nó cũng có nạc, ăn những cái món ngon, nó cũng ăn no rồi nó ngủ, nhưng đó là dục nạc. Và cái dục nạc này nó chỉ làm tăng trưởng tham ái, nó làm tăng trưởng cái tà kiến si mê, nó làm tăng trưởng cấu uế phiền não, nó làm tăng trưởng cái trói buộc trong luân hồi tái sinh. Vì ấy càng ăn thì lại càng tham ái vào cái ăn. Vậy nên khi mà vì ấy đã trở thành một cái thói quen là ăn phi thời, ăn buổi chiều buổi tối rồi, rồi vì ấy mà có muốn tham gia những cái môi trường tu tập để thể, đi đến giác ngộ giải thoát, vì ấy biết rằng ở môi trường ấy tu tập có cái môi trường tu tập tốt, nhưng chỉ mỗi một cái điều bất lợi, nó là không được ăn tối. Và vì ấy, chỉ vì cái chướng ngại ấy, vì đấy đã không dám đi đến môi trường đấy để tu tập nữa. Vì ấy biết rằng vì đến đấy sẽ phải chịu cái đói bụng ban đêm, cho nên vì ấy đã không thể vượt qua được cái ăn này. Thì đấy là ăn, cái ăn đấy dù nó có nạc ở cái hiện tại, nhưng mà cái nạc đấy nó chỉ làm cho những cái tham ái phiền não nó tăng trưởng lên thôi, nó không có đoạn trừ được những cái bất thiện, mà nó chỉ làm tăng trưởng cái bất thiện, nó đoạn trừ đi những cái tâm thiện, nó đoạn trừ đi cái giác ngộ giải thoát, nó đoạn trừ đi cái sự ni dục ni tham. Cũng như vậy với một cái người không ăn, thì vị ấy không ăn chiều, không ăn tối, không ăn phi thời, vị ấy sẽ có cái nạc, đó là cái nạc ni dục, khinh an, ta cảm thấy ít bệnh, không ăn cho nên là đỡ ít phải đi vệ sinh. Đấy cũng là một cái nạc, đỡ phải nó không tức bụng và không phải đi làm nụng các cái việc, để vì một cái ăn nó rất là cực thân, phải đi cày đi cấy, phải đập sảy xay giã vo gúc xôi nấu, làm đủ mọi việc này kia, cho nên là người không ăn người ta tránh được cái khổ đau ấy. Cho nên người ta có cái nạc của cái ăn ấy, nó là cái nạc ni tham. Từ cái nạc ấy nó làm cho những cái tham ái đoạn trừ, cái nạc ấy nó làm cho ô nhiễm đoạn trừ, phiền não đoạn trừ, cái nạc ấy nó làm cho những cái tâm thiện, những cái pháp thiện tăng trưởng lên. Vì vậy nên là Đức Phật mới nói cái nạc nào mà nó làm cho những cái thiện pháp tăng lên, cái bất thiện giảm đi, thì hãy thọ chỉ cái nạc ấy.
Còn cái lạc nào mà nó làm cho cái thiện pháp đoạn trừ mà cái bất thiện nó tăng lên thì đừng có hưởng thụ cái lạc ấy. Đấy, nó có hai cái lạc. Nhưng mà ăn nó cũng có khổ, mà không ăn nó cũng có cái khổ. Ăn nó có cái khổ của ăn, ăn rồi đâu có phải là dễ dàng, ăn rồi phải cực thân đi làm nũng thức ăn đấy. Ăn trước khi ăn cũng khổ, phải đi kiếm ăn, phải đi tạo ra cái thức ăn đấy, chứ dễ gì mà thức ăn nó đâu nó có tự biến hiện cho mà ăn đâu. Đi xin ăn cũng nhục, mà tự làm đã ăn thì cực, mất thời gian. Ăn xong rồi lại ôm cái bụng nó nặng nề, rồi lại phải mất rất nhiều cái thời gian vào cái việc ăn uống đấy. Vậy thì đấy là cái khổ của cái ăn, mà không ăn nó cũng có cái khổ. Nhất là cái người mà chưa quen không ăn thì có thể nó sẽ đói, nhất là cái người mà mới tập từ bỏ ăn phi thời thì nó sẽ có cái sự thèm ăn, nó có cái sự mong muốn được ăn, và nó có cái sự đói khục của cái không ăn đó. Và cái người mà không ăn thì nó cũng có cái khổ của không ăn. Nhưng mà cái khổ của cái ăn nó là cái khổ là nhân sinh ra khổ, là cái khổ của cái người mà đi kiếm ăn đấy, là cái khổ hạn điệt, là cái khổ thấp kém, là cái khổ làm tăng trưởng những bất thiện pháp và làm đoạn trừ đi những thiện pháp. Bởi vì cái khổ đi kiếm ăn ấy là mất hết cái thời gian để tu tâm, để học đạo. Còn cái khổ của cái người không ăn thì nó là đang đối trị lại với những cái tham dục, đang đối trị lại với những phiền não. Nó khổ một chút, nhưng mà cái khổ đấy là cao thượng, cái khổ đấy là cao quý. Vậy nên là trong hai cái khổ ấy thì Đức Phật mới dạy rằng dù là cái khổ thọ ấy nhưng nó làm cho thiện pháp tăng trưởng thì cũng nên thọ chỉ. Còn cái khổ mà nó làm cho bất thiện pháp tăng trưởng thì nên tránh xa. Rồi cũng có người nói là tôi ăn tôi cũng chẳng có khổ mà cũng chẳng có vui, thản nhiên. Mà tôi nhịn tôi cũng chẳng khổ chẳng vui, nó cũng là bất khổ bất lạc. Vậy chọn cái gì? Vậy thì cái bất khổ bất lạc của cái ăn ấy nó vẫn làm tăng trưởng nên cái si mê, nó vẫn làm tăng trưởng nên tham ái. Còn cái bất khổ bất lạc của cái người không ăn nó là đoạn diệt tham ái, nó vẫn là cao thượng hơn. Vì vậy cho nên xét ở bất cứ cái mặt nào thì cái việc từ bỏ ăn phi thời, không ăn phi thời vẫn là cao thượng, vẫn là thù thắng, vẫn là tốt đẹp, vẫn là cái lợi lạc lợi ích đối với người đang tu đạo, sẽ làm cho người đấy tiến bộ tiến triển trên cái con đường tu đạo. Cho nên Đức Phật mới nói rằng: này các tỳ kheo, nếu sự việc này ta không biết, không thấy, không giác, không chứng, không liễu giải với trí tuệ, rằng ở đây với một người khi cảm thọ lạc thọ như vậy, cảm thọ các bất thiện pháp được tăng trưởng, các thiện pháp được đoạn diệt, có thể chăng này các tỳ kheo, ta không biết như vậy, ta không thấy như vậy, ta lại nói hãy từ bỏ lạc thọ như vậy và như vậy, này các tỳ kheo, có xứng đáng đối với ta không? Đấy là Đức Phật nói rằng nếu như ta không biết, không thấy, không giác, không chứng, không liễu giải với trí tuệ, thì Đức Phật đã từng trải qua những cái sự tu tập như vậy rồi, đã từng quan sát, từng trải nghiệm và đã giác ngộ ra một cái sự thật như vậy rồi, cho nên Ngài mới dạy như vậy. Ngài dạy như vậy không phải là theo cái cảm hứng của mình, không phải là theo cái cảm tính của mình, không phải là theo cái chủ quan của mình, không phải là theo cái tư tưởng của mình, không phải là vì muốn người khác tuân thủ theo cái ý thích của mình, mà thực sự là bằng cái trí tuệ giác ngộ, bằng cái thấy, cái biết, cái giác, cái chứng, cái liễu chi, cái liễu giải, bằng cái trí tuệ chánh đẳng giác của mình. Cho nên Ngài mới nói như thế. Chứ nếu như cái việc ăn chiều, ăn phi thời ấy nó không chướng ngại đối với đạo pháp
thì Đức Phật có ngăn cấm không? Nếu như Đức Phật ngăn cấm một cái mà nó không có mục đích, nó không có cái nó không có nợ nạc gì cả, thì ngăn cấm làm gì, thì khuyên bảo mọi người từ bỏ làm gì? Nếu Đức Phật mà khuyên bảo mọi người làm một việc nó vô căn cứ như vậy thì có xứng đáng là một bậc chánh đẳng giác hay không? Lời nói của một vị Phật chánh đẳng giác nói ra cái gì nó phải có nguyên cớ, nó phải có nhân duyên, nó không phải có mục đích, nó vì cái sự nợ nạc, vì cái sự nợ ích cho các đệ tử, chứ không phải nói ra một cái điều mà nó có vô ích, một cái điều vô bổ, một cái điều vô nghĩa, mà thực sự đó là một cái sự thật, đó là một cái điều chân chánh, đáng để học hỏi, đáng để noi theo. Nên là Đức Phật mới khuyên như vậy. Này các tỷ kheo, vì rằng sự việc này ta biết, ta thấy, ta chứng, ta liễu giải với chánh trí tuệ ở đây, với một người khi cảm thọ, lạc thọ như vậy, các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp đoạn diệt. Do vậy ta mới nói hãy từ bỏ cái lạc như vậy. Này các tỳ kheo, nếu sự việc này ta không biết, không thấy, không giác, không chứng, không liễu giải với trí tuệ rằng ở đây khi cảm thọ lạc thọ như vậy, các bất thiện pháp đoạn diệt, các thiện pháp tăng trưởng, có thể chăng này các tỳ kheo, ta không biết như vậy, ta lại nói hãy chứng và chú lạc thọ như vậy, và như vậy này các tỳ kheo có xứng với ta không? Đức Phật nói đi nói lại, nói bằng hết tất cả những cái tâm tư của mình, hết tất cả cái tâm can của mình, là vì thực sự là cái điều ấy là cái điều có cái sự chướng ngại. Và Đức Phật nói ra như vậy là bằng tất cả cái lòng từ bi và cái trí tuệ của mình, là bằng cái thấy biết của mình, chứ không phải là cái điều đấy nói ra một cách vu vơ. Như vậy khi Đức Phật ở trong cái bài kinh này, Ngài nói như thế, và Ngài khẳng định như thế, xác quyết như thế rồi, thì có thể nào ở một bài kinh khác Đức Phật lại nói rằng này các tỳ kheo hãy ăn phi thời đi không? Thì điều đó là không bao giờ có. Đức Phật Như Lai không bao giờ nói hai lời, không bao giờ nói một điều này rồi sau đó lại nói ngược lại, không bao giờ có chuyện đó. Nhưng có thể là 100 năm sau, 1000 năm sau, 2000 năm sau, 3000 năm sau, có một vị thầy nào đấy, có một vị tổ sư, một vị đạo sư nào đấy lại nói rằng là ồ này các vị, bây giờ các vị có thể ăn phi thời, các vị có thể ăn chiều ăn tối không chướng ngại gì đâu, vẫn tu tập tốt. Nếu như một cái người nào đấy nói ra một cái tư tưởng như vậy, nói ra một cái lời như vậy, thì có xứng đáng là đệ tử của Đức Phật không? Thì cái vị ấy nói ra lời như vậy có thể là do vị đó vì si mê, vì lầm lạc, vì không học lời của Phật, vì không học pháp của Phật. Chứ còn nếu như một người có được học pháp của Phật, có hiểu pháp của Phật, có tôn trọng pháp của Phật, có thực hành theo cái lời chỉ dạy của Đức Phật, thì vị đó sẽ y cứ vào cái lời Phật và thực hành theo lời Phật, thì vị đó chắc chắn sẽ không làm trái với lời Phật. Đấy, vậy nên thì mình mới biết rằng pháp của Phật dạy cái, tuy cái điều đó là một cái điều có thể nhiều người cho rằng đó là nhỏ nhặt, xá gì cái chuyện nhỏ nhặt, tại sao Đức Phật cứ phải cấm đoán đoạn giải? Rất nhiều người đã từng nói nên như vậy rồi và nhiều người không chịu chấp nhận, nhưng Đức Phật đã nói đi nói lại, nói những cái lời rất để cho thuyết phục mọi người, để cho mọi người phải chấp nhận cái điều ấy. Thì vì vậy cho nên đối với một cái người tu đạo thì cái pháp không ăn phi thời, không ăn sau giờ đứng bóng, không ăn buổi chiều buổi tối, thì đó là cái pháp được Đức Phật tuyên thuyết nhiều lần, Đức Phật giáo giới nhiều lần, Đức Phật chỉ dạy nhiều lần, Đức Phật khuyên hãy từ bỏ ăn chiều ăn tối, ăn phi thời rất nhiều lần rồi. Vậy cho nên bây giờ có đói cố mà chịu vài hôm mà nó quen đi, cứ nghĩ rằng nó không có ảnh hưởng nhiều đến con đường tu của mình, rồi mình ăn rồi mình sẽ phải khổ với cái ăn ấy, rồi mình sẽ phải suốt ngày đi cày đi cấy mà ăn, có cái mà ăn, rồi phải siêng năng vào bếp, siêng năng giã gạo, rồi phải siêng năng trồng trọt, phải siêng năng làm cái này cái kia, rồi cũng từ cái ăn mà mình bận rộn như thế, rồi có thể
nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, thậm chí trải qua cả cuộc đời, không có thời gian mà học cái lời Phật dạy, không có thời gian mà thực hành cái lời của Phật dạy, cũng chỉ vì suốt ngày cuộn quanh với cái nhà bếp, cuộn quanh với cái chuyện ăn uống mà nó khổ như vậy đấy. Vậy nên là càng sống tiện giản, càng sống tối giản, càng sống đơn giản đối với cái ăn, đối với cái ở, đối với cái mặc được, thì người ấy càng tự tại, người ấy càng được tự do, người ấy càng dễ dàng tu tâm, người ấy càng dễ dàng giải thoát. Còn người ấy còn cầu kỳ, còn phức tạp, còn đòi hỏi cái ăn, ăn nhiều bữa, nhiều ngày, ăn phi thời, còn đòi hỏi với cái mặc, còn đòi hỏi với cái ở, cầu kỳ phức tạp như thế, thì sẽ bận rộn, sẽ năng xăng, sẽ gian nan, sẽ khổ lụy, sẽ làm tăng trưởng những cái bất thiện, và sẽ làm đoạn trừ hết những cái thiện pháp, không làm tăng trưởng được công đức, mà chỉ làm tăng trưởng thêm những cái ô nhiễm phiền não, khổ đau, trói buộc. Đấy là lý do mà mình hãy từ bỏ ăn chiều, hãy từ bỏ ăn tối, hãy từ bỏ ăn phi thời. Cái sự điều ấy đã được Đức Phật tha thiết thuyết phục, tha thiết giáo hóa, tha thiết kêu gọi rồi. Có ai còn ăn nữa, hãy tự hổ thẹn lấy lương tâm của mình. Rồi Đức Phật lại nói rằng, Đức Phật đã nói đi, nói lại những cái điều ấy rất nhiều lần rồi. Rồi Đức Phật nói rằng, này các tỳ kheo, ta không nói rằng đối với tất cả tỳ kheo có sự việc cần phải làm nhờ không phóng dật. Này các tỳ kheo, ta nói rằng đối với tất cả tỳ kheo không có sự việc cần phải làm nhờ không phóng dật. Này các tỳ kheo, đối với những tỳ kheo là bậc A-la-hán, các nậu hoặc đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đoạn trừ kiết sử, đã chính trí giải thoát, đã diệt tận khổ đau. Này các tỳ kheo, với những tỳ kheo như vậy, ta nói rằng không còn sự việc gì cần phải làm nhờ không phóng dật. Thì trong hàng đệ tử của Đức Phật có cả những vị đã thành mãn với cái con đường tu đạo rồi, không còn gì phải làm nữa. Thì những người như vậy, Đức Phật không còn phải bận tâm, Đức Phật không còn phải no nắng, Đức Phật không còn phải no nắng dạy bảo vị ấy thêm nữa. Vị ấy là người đã hoàn toàn trưởng thành, đó là những vị nậu tận, cái sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong rồi. Thế thì chỉ có những vị như vậy thì Đức Phật mới nói là không còn việc gì cần phải làm hơn nữa. Với những người như vậy, Đức Phật không còn phải lo lắng, không còn phải giáo hóa, không còn phải sách tấn, không còn phải kèm cặp với những người như vậy. Vị ấy có thể tự tại, sống ở đâu cũng được, ở bên Phật để học thêm những cái giáo pháp, để đi thuyết giảng giáo pháp, hay vị ấy có thể sống độc cư, hay là vị ấy có thể sống ở một cái nơi nào đó, hay là vị ấy có thể đi giáo hóa nhân gian nơi nào đó cũng được. Đức Phật không còn phải lo lắng cho người ấy nữa, vì người ấy không còn việc gì cần phải làm hơn nữa, nhờ vị ấy đã trải qua một cái quá trình tinh tấn không ngừng nghỉ, đã trải qua cái sự quá trình không phóng dật. Rồi vì vị ấy đã, là vị này làm nhờ không phóng dật. Này các tỳ kheo, không trở thành người không, và này các tỳ kheo, đối với tỳ kheo còn là bậc hữu học, tâm chưa thành tựu, đang sống cần cầu vô thượng an ổn khỏi các khổ ách. Này các tỳ kheo, đối với những tỳ kheo như vậy, ta nói rằng có sự việc cần phải làm hơn nữa nhờ không phóng dật. Dầu cho trong khi các bậc tôn giả này thọ dụng các sàng tọa đúng pháp, thân cận các thiện hữu, chế ngự các căn, các vị ấy cần phải tự mình nhờ thượng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong thiện hiện tại mục đích tối thượng phạm hạnh. Vì mục đích này mà các thiện gia nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không do đình. Do vậy này các tỳ kheo, đối với những tỳ kheo này, vị ấy vì thấy cái quả này của không phóng dật nên ta nói có việc cần phải làm. Vậy thì có những cái vị tỳ kheo là những cái bậc hữu học, những bậc đấy dù đã chứng được sơ quả, nhị quả hay tam quả rồi, các vị ấy dù có sống đúng pháp,
thọ nhận các vật dụng một cách đúng pháp, thân cận các bậc thiện hữu một cách đúng pháp rồi, nhưng mà vẫn chưa phải là như thế đã an ổn. Các vị ấy vẫn còn phải nỗ lực, vẫn còn phải tinh tấn, vẫn còn phải tự mình tu tập nhiều hơn nữa để đạt đến cái sự vô học, để đạt đến cái sự nậu tận này. Vậy với một cái vị dù đã thành tựu đến cái quả vị hữu học rồi, các bậc thánh nhân như vậy, Đức Phật cũng nói rằng các vị ấy vẫn không được giải đãi, vẫn phải tinh tấn, vẫn phải nỗ lực, vẫn phải cố gắng thêm. Rồi Đức Phật mới nói rằng về các hàng đệ tử của Đức Phật, có những bậc hữu học, có những bậc là vô học, thì được chia ra thành 7 hạng người, 7 hạng thánh nhân. Đấy là các bậc thánh đệ tử của Đức Phật. Trong giáo pháp của Đức Phật, khi Đức Phật còn tại thế, thì đại đa số đều là những bậc thánh nhân. Đó có thể là bậc hữu học, đó có thể là bậc vô học. Sự tu tập với Đức Phật trong một cái thời gian thì rất nhiều vị đã thành tựu được những thánh quả giải thoát nhờ cái sự giáo giới, nhờ cái sự tận tâm, nhờ cái sự chỉ dạy của Đức Phật, nhờ cái sự nỗ lực, cố gắng của bản thân mình. Cho nên các vị ấy sẽ trở thành những bậc thánh nhân hữu học hoặc là những bậc thánh nhân vô học, và có thể được chia ra thành các hạng thánh nhân như là: này các tỳ kheo, có 7 hạng người sống trong đời này. Thế nào là 7? Đó là bậc câu phần giải thoát, có bậc là tuệ giải thoát, có bậc là thân chứng, có bậc kiến đáo, có bậc tín giải thoát, có bậc tùy pháp hành, có bậc là tùy tín hành. Đấy là 7 cái bậc khác nhau như vậy. Cái bậc đầu tiên, cái bậc mà cao cả nhất, cao thượng nhất, được gọi là bậc câu phần giải thoát. Nên Đức Phật nói là thế nào là bậc câu phần giải thoát? Là cái người sau khi chứng đắc tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi sắc pháp và vô sắc pháp, đã thấy với trí tuệ các nậu của vị ấy đã được đoạn trừ hoàn toàn, và vị này không còn có việc gì cần phải làm hơn nữa. Thì cái bậc câu phần giải thoát là những cái vị có cái định mạnh, là những cái người quán về cái khổ nhiều. Trong cái quá trình tu tập, các vị ấy luôn luôn tác ý đến cái khổ. Thân ngũ uẩn này là khổ, sắc là khổ, thọ tưởng hành thức là khổ. Do quán khổ như vậy, vị ấy ni dục ở cái mức độ rất cao. Có những người ấy, người ta quán ăn là khổ, sắc thọ tưởng hành sắc thanh hương vị xúc, cái gì nó cũng là khổ. Trong cái nạc, cái dục nạc ấy, vị ấy thấy được cái sự nguy hiểm, thấy được cái khổ ở trong những cái nạc thú ấy, cho nên vị ấy mới đi đến ni dục. Vì ni dục, ni bất thiện pháp, vị ấy chứng được các tầng thiền dục sắc giới và vô sắc giới. Vị ấy vượt qua tất cả các cái dục giới, sắc giới, vô sắc giới ấy, cho nên vị ấy có thể chứng đạt đến nậu tận, chứng đạt được tam minh, nục thông, tứ tuệ, phân tích. Cho nên vị ấy được gọi là bậc câu phần giải thoát, là bậc ưu thắng nhất, thù thắng nhất trong các hàng thanh văn giác đệ tử của Đức Phật. Đấy được gọi là bậc câu phần giải thoát, là bậc viên mãn được cả thiền chỉ và thiền quán. Nên vị ấy thành tựu viên mãn cả thần thông và trí tuệ. Đấy là cái bậc cao quý nhất rồi. Có những bậc mà Đức Phật gọi là có những bậc là tuệ giải thoát. Ở đây tỳ kheo sau khi không thân chứng các tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi các sắc và vô sắc, và vị ấy với trí tuệ của mình đã đoạn trừ được hoàn toàn các cấu uế, và vị ấy cũng không còn có việc gì phải làm hơn nữa. Tuệ giải thoát ở đây là có những vị thì vị ấy là những người có cái tuệ mạnh. Vị ấy có thể quán về cái sự vô ngã nó mạnh. Vị ấy có thể không cần chứng đắc các tầng thiền. Vị ấy sẽ chú vào một cái đề mục thiền, thiền tuệ, Vipassana, thiền quán. Rồi vị ấy quán về cái vô thường, khổ, vô ngã, cái tính sinh diệt ấy. Và vị ấy có thể đi đến đoạn trừ được các nậu hoặc. Và vị ấy sẽ trở thành bậc tuệ giải thoát. Tuệ giải thoát, vị ấy sẽ là một bậc thanh văn mà có tam minh, không có nục thông, mà không có tuệ phân tích. Đối với những vị không có những cái thiền chứng, không có thiền tuệ, thì vị ấy có thể đi đến đoạn trừ những cấu uế phiền não được. Nhưng mà vị ấy sẽ không có những cái thắng trí khác đi kèm so với những vị mà có cả tịch tịnh
tức là chứng đắc cả tầng thiền sắc giới, vô sắc giới, thì vị ấy mới có những cái thắng trí năng lực thần thông cao thượng hơn. Còn những vị là tuệ giải thoát thì vị ấy cũng sẽ thành tựu được tam minh, cũng là những bậc đoạn trừ hết các nậu quả. Đấy là cái hạng người thứ hai, hay là bậc gọi là hạng thánh nhân thứ hai trong giáo pháp. Rồi ở đây có hạng thánh nhân thứ ba. Này các tỳ kheo, có bậc là thân chứng. Này các tỳ kheo, bậc thân chứng sau khi chứng đắc các tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi sắc pháp và vô sắc pháp, vị ấy với các nậu hoặc đã được đoạn trừ. Và cái vị này được gọi là bậc có cái vị mà được gọi là bậc thân chứng. Đấy, thì cái vị này là một cái bậc hữu học, là một cái vị mà có tu chứng các cái tầng thiền, rồi sau đó vị ấy tu chứng được các cái đạo quả thấp, sơ quả, nhị quả, tam quả, nhưng vị ấy chưa có hoàn toàn đoạn trừ hết những cấu uế phiền não, thì vị ấy cũng được gọi là bậc thân chứng. Thì vị ấy vẫn còn phải nỗ lực thêm, vẫn còn phải tu tập thêm để chứng đắc các cái pháp khác. Rồi có những bậc được gọi là kiến đáo. Những người này sau khi tự thân không chứng đắc các tầng thiền tịch tịnh giải thoát, sắc pháp và vô sắc pháp, vị ấy đã đoạn trừ được một phần các nậu hoặc. Thì vị này vẫn còn có những việc cần phải làm hơn nữa. Thì đây cũng là một cái bậc hữu học. Cái bậc này được gọi là kiến đáo. Thì các vị ấy là những người đang thực hành những pháp thiền quán, không thông qua các pháp thiền chỉ. Vị ấy đang thực hành các pháp thiền vi tuệ, và vị ấy đã chứng được những cái quả hữu học rồi, và vị ấy còn nỗ lực tiếp tục quán về năm uẩn vô thường khổ vô ngã, để vị ấy nỗ lực chứng đến cái quả vị cao nhất. Và này các tỳ kheo, ở đây có hạng người là tín giải thoát. Sau khi chứng đắc các tịch tịnh giải thoát, thì ở đây tín giải thoát là một cái người có cái quán về cái tánh vô thường rất là mạnh, cho nên niềm tin nó trở thành mạnh, rồi vị ấy trở thành tín hành giả. Rồi vì cái sự tác ý đến cái tánh vô thường như vậy, vị ấy cũng có thể chứng đắc được các cái tầng thiền. Rồi sau đó vị ấy thực hành các pháp thiền quán và đi đến cái sự nậu tận giải thoát, thì cái vị ấy sẽ không còn việc gì cần phải làm hơn nữa. Và này các tỳ kheo, ở đây có những vị là tùy pháp hành. Tùy pháp hành là những người không chứng đắc các tầng thiền, nhưng mà các vị ấy vì là những người có cái tuệ mạnh, quán các cái pháp là vô ngã mạnh, cho nên tuệ vị ấy mạnh. Vị ấy có thể thực hành thẳng vào các pháp thiền quán và đã chứng được những cái quả vị hữu học. Thì đấy cũng là một cái hạng thánh nhân được gọi là tùy pháp hành. Rồi ở đây này các vị tỳ kheo, có những vị là tùy tín hành. Tùy tín hành ở đây là cái vị tùy tín hành là tín giải thoát. Thế là cái vị ấy cũng quán về vô thường và cũng chứng các tầng thiền, nhưng mà chưa đoạn hết các phiền não, mới đoạn được một phần phiền não, còn là bậc hữu học, còn có những việc cần phải làm hơn nữa. Thì đấy được gọi là bảy hạng thánh nhân trong giáo pháp của Đức Phật, là đệ tử của Đức Phật, là những người là bậc gọi là bốn đôi tám chúng là vậy. Các vị ấy là những cái vị bốn đôi tám chúng, bốn đại thánh đạo, bốn thánh quả. Rồi Đức Phật dạy này các tỳ kheo, ta không nói rằng trí tuệ được thành lập ngay lập tức. Các tỳ kheo, trí tuệ phải được hoàn thành nhờ học từ từ, nhờ hành từ từ, nhờ thực tập từ từ. Đấy là Đức Phật dạy thế. Không phải là muốn thành tựu được cái chánh trí ấy mà có được ngay, mà cần phải có cái sự tuần tự, có cái sự từ từ, phải có cái sự thực hành từ thấp đến cao. Không phải là thình lình một cái mà đắc đạo ngay tức thì được. Giống như là biển, nó không có cái độ sâu thình lình, mà nó có cái độ xoài xoài. Nó từ nông rồi bắt đầu nó mới đi đến sâu dần. Thì cái trí tuệ của con người ta học cũng thế, nó phải phát triển từ cái thấp rồi bắt đầu mới lên đến cao. Giống như là một cái hạt giống nó nảy mầm, rồi nó phải lớn lên dần dần,
chứ nó không có cái chuyện mà nó chui ra khỏi cái hạt giống một cái nó vụt lên thành một cái cây trưởng thành, nó đơm hoa kết trái ngay tức thì. Không có chuyện đó, thì trừ khi cái thần thông mới tạo ra được cái cây như vậy. Còn cái cây nó mọc một cách tự nhiên thì nó phải lớn lên dần dần. Cái trí tuệ của con người như thế, cái người tu đạo là như vậy. Để mà thành tựu được cái tâm định tĩnh thì cái tâm của mình nó phải thanh tịnh dần dần, nó phải vào được định một cách dần dần, chứ nó không vào định một cách thình lình, nhắm mắt vào một cái nó không vào ngay sơ thiền ngay tức thì, mà nó phải đi từ từ, nó phải đi dục đi các triển cái, rồi sau đó rồi nó mới thành tựu các thiền chi, rồi nó mới vào được cận hành định, thì nó mới vào được thuận thứ chuyển tộc, rồi nó mới sang được an chỉ định. Rồi cũng như vậy, rồi khi mà vào các pháp thiền tuệ cũng thế, nó cũng phải tuệ, nó cũng phải phát triển một cách từ từ dần dần. Nên Đức Phật dạy và này các tỳ kheo, thế nào là trí tuệ được hoàn thành một cách từ từ, được thực hành một cách từ từ, thực tập một cách từ từ? Ở đây một vị có lòng tin đi đến gần, và sau khi đến gần vị ấy tỏ sự kính nể, sau khi tỏ sự kính nể vị ấy lắng tai, sau khi lắng tai vị ấy nghe pháp, sau khi nghe pháp vị ấy thọ trì, sau khi thọ trì vị ấy suy tư ý nghĩa các pháp đã được thọ trì, sau khi suy tư ý nghĩa các pháp thọ trì vị ấy chấp nhận, sau khi chấp nhận rồi vị ấy khởi lên cái ước muốn sanh khởi, sau khi mà ước muốn sanh khởi vị ấy nỗ lực, sau khi nỗ lực vị ấy cân nhắc, sau khi cân nhắc vị ấy tinh cần, do tinh cần vị ấy tự thân chứng được sự thật tối thượng, và với trí tuệ thể nhập ấy vị ấy thấy như vậy. Này các tỳ kheo, nếu không có lòng tin thì sẽ không có sự đi đến gần, không có sự đi đến gần thì không có kính nể, không có kính nể thì không có lắng tai, không có lắng tai thì không nghe pháp, không nghe pháp thì không tọa trì, không tọa trì thì không suy tư ý nghĩa, không suy tư ý nghĩa thì không có sự thuận theo pháp ấy, sống theo pháp ấy, không có sự thuận theo pháp ấy thì không có cái tâm là mong muốn được giải thoát, không có cái tâm mong muốn được giải thoát thì không nỗ lực để tiến bộ trên cái con đường đạo, không nỗ lực tiến trên con đường đạo ấy thì vị ấy không có sẽ đi vào phi đạo, sẽ trở thành người vô đạo, là người tà đạo, là cái người đi theo con đường ác đạo, đi đến đọa lạc, đi đến sinh tử lâu dài. Vậy thì có hai con đường ấy. Vậy thì để mà đến với giáo pháp này, được khởi đầu từ đức tin, được khởi đầu từ niềm tin, được cái khởi đầu từ cái sự mà có cái niềm tin, vị ấy cần khởi lên cái niềm tin, tin vị vậy. Cho nên các vị thiện gia nam tử, nên Đức Phật luôn nói rằng vì lòng tin mà đi xuất gia, vì lòng tin mà các vị ấy từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vì lòng tin cái gì? Tin rằng có thể vị ấy có thể đoạn trừ được khổ đau sinh tử ở trong pháp và luật này. Cho nên vị ấy vì cái niềm tin ấy đã từ bỏ ở cái đời sống thế tục, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vì khi mà đã có niềm tin để từ bỏ rồi thì không phải chỉ có dừng lại ở niềm tin ấy, mà vị ấy cần phải đi đến bậc đạo sư, đi đến nơi mà có chánh pháp, rồi vị ấy cần phải tỏ cái lòng cung kính, rồi lắng tai, rồi nghe pháp, rồi suy tư pháp, rồi vị ấy mới chấp nhận pháp ấy, thọ trì pháp ấy, tinh cần tinh tấn thọ trì pháp ấy. Rồi khi mà thọ trì pháp ấy nó có cái kết quả rồi, vị ấy mới trở nên nhàm chán đối với các dục, ni tham đối với các dục, đoạn trừ đối với các dục, rồi vị ấy từ bỏ các dục. Như vậy vị ấy mới từ bỏ đi vô minh, từ bỏ được tham ái, từ bỏ được chấp trước, vị ấy mới có thể thành tựu được chánh trí, thể nhập chánh trí, vị ấy mới có thể đoạn trừ được cấu uế phiền não, vị ấy mới có thể chứng ngộ chứng đạt được các chân lý, được các sự thật, mới có thể chân chánh giải thoát khỏi khổ đau sinh tử. Thì đấy là nó có cái sự tuần tự như vậy. Chứ nếu như vị ấy không có niềm tin thì chắc chắn vị ấy sẽ không có đi đến, không có lắng tai, không có nghe pháp, rồi tất cả những cái thiện pháp nó không có thể thành tựu được.
Vậy thì cái niềm tin là cái nền móng, nền tảng, là cái hạt giống, là cái bước đầu tiên mà vị ấy khởi nên. Rồi từ cái niềm tin ấy, vị ấy đã thọ chỉ thực hành giáo pháp này và đi đến cái sự chứng ngộ, chứng đạt và thành tựu vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát này. Nếu mà một cái người không có niềm tin rồi thì vị ấy không có thành tựu pháp gì cả. Và này các tỳ kheo, có sự thuyết trình gồm 4 phần. Nhờ có thuyết trình này, người có trí không bao lâu, nhờ tuệ biết được ý nghĩa, ta sẽ đọc sự thuyết trình ấy nên cho các ông. Này các tỳ kheo, các ông nhờ ta mà sẽ hiểu thuyết trình ấy. Bạch Thế Tôn, chúng con là ai mà hiểu được pháp? Đức Phật nói là, này các tỳ kheo, cho đến bậc đạo sư sống quá trọng vọng tài vật, là thừa tự tài vật, sống liên hệ đến tài vật, thời sự mua may bán đắt không xảy ra. Chúng tôi sẽ làm việc như vậy, và như vậy chúng tôi sẽ không làm việc như vậy. Huống nữa là Như Lai, này các tỳ kheo, là vị sống hoàn toàn không liên hệ đến tài vật. Này các tỳ kheo, đối với một đệ tử có lòng tin giáo pháp, bậc đạo sư sống thể nhập giáo pháp ấy, thời tùy pháp được khởi nên. Bậc đạo sư là Thế Tôn, đệ tử là tôi. Thế Tôn biết, tôi không biết. Này các tỳ kheo, đến với một đệ tử có lòng tin giáo pháp, bậc đạo sư sống thể nhập giáo pháp ấy, thời giáo pháp của bậc đạo sư được hưng thịnh, được nhiều sinh lực. Này các tỳ kheo, đối với đệ tử có lòng tin giáo pháp, bậc đạo sư sống thể nhập giáo pháp ấy, thời tùy pháp này được khởi nên, dầu chỉ còn da, gân, xương, dầu thịt và máu trên thân bị khô héo, mong rằng ta sẽ tinh tấn nỗ lực để chứng đắc những gì chưa chứng đắc. Nhờ trượng phu nhẫn nại, nhờ trượng phu tinh cấn, nhờ trượng phu dõng mãnh. Này các tỳ kheo, đối với một đệ tử có lòng tin giáo pháp, bậc đạo sư sống thể nhập pháp ấy, vị ấy sẽ chứng được một trong hai quả chánh trí ngay trong hiện tại, nếu có dư y chứng quả bất hoàn. Thế là pháp của bậc đạo sư, nếu mà một cái bậc đạo sư quá trọng về tài vật, thừa tự tài vật, sống liên hệ đến tài vật, thì cái vị đạo sư ấy sẽ không phải là một đạo sư chân chánh, hay là một cái bất cứ một cái người nào sống mà còn chú trọng đến tài vật, hưởng thụ đến tài vật, như là một cái người còn thích ăn phi thời, còn thích ăn chiều, ăn tối. Đấy là một trong những cái người sống chú trọng về tài vật, sống hưởng thụ tài vật, khuynh hướng về tài vật. Vậy thì nếu như mà một cái thiện gia nam tử có lòng tin vì mình muốn tầm sư học đạo, vì mình muốn tìm một cái con đường đi đến giác ngộ giải thoát, thì mình tìm đến những bậc đạo sư, mình biết cái vị đạo sư ấy là người sống chú trọng về tài vật hay là một cái người sống buông xả về tài vật. Nếu như một cái vị ấy sống còn tham đắm với tài vật, còn ưa thích tài vật, còn nặng nề về tài vật, hay là vị ấy còn nặng nề về hưởng thụ các tài vật, hưởng thụ như là vị ấy còn ăn phi thời, còn ăn chiều, ăn tối, là một cái người sống sẽ còn nặng nề về tài vật. Còn đối với một cái vị đạo sư sống không liên hệ đến tài vật, không chú trọng về tài vật, không đắm nhiễm về tài vật, vị ấy là cái người sống có tri túc, sống có thiểu dục, sống không hưởng thụ các dục, sống xả ni đối với các dục, thì cái điều ấy nó cũng sẽ được thể hiện ra là một cái người sống không có tham đắm, không có hưởng thụ các tài vật. Vậy thì một cái vị ấy Như Lai là một bậc đạo sư không bao giờ liên hệ đến tài vật. Nên Đức Phật nói ta ăn, từ bỏ ăn chiều, ăn tối, ăn phi thời, hay ta ăn ngồi chỉ một lần, ta thời ít bệnh, ít não, khinh ăn, có sức lực và an trú. Đấy là một cái sự khước từ đối với tài vật. Thì đấy cũng là một cái con đường đi đến thành tựu giáo pháp đối với một cái vị đệ tử có niềm tin đối với bậc đạo sư. Thì cái vị đệ tử ấy sống trong pháp của bậc đạo sư, thể nhập được cái pháp ấy, làm hưng thịnh được cái pháp ấy, tạo ra được cái sinh lực trong cái pháp ấy. Thì nhờ có cái sự tinh cần, tinh tấn, nỗ lực để diệt trừ
những cái cấu uế phiền não, những cái dục tham ấy, sân hận, thì cái vị ấy sẽ thành tựu được cái giáo pháp có thể ngay trong hiện tại này. Có thể cái vị ấy cứ nỗ lực trên cái con đường đạo đi đến cái sự đoạn trừ các cái dục tham ấy, các sân hận, các cấu uế phiền não ấy, có thể vị ấy sẽ thành tựu được chánh trí ngay trong đời này, hoặc nếu có dư y thì chứng quả bất hoàn. Tức là một là vị ấy sẽ trở thành một cái bậc nậu tận A-la-hán ngay trong đời này. Còn nếu không thì vị ấy sẽ trở thành một cái vị hữu học, có thể trở thành một cái vị bất lai, vì vị ấy sẽ hóa sinh ở cái cõi tịnh cư thiên ở trong tương lai. Đấy là nếu có dư y thì chứng quả bất hoàn. Đấy là vậy, trong giáo pháp của Đức Phật có những bậc là hữu học, có những bậc là vô học, nhờ các vị ấy là những cái vị nỗ lực tu tập đi đến ni dục, đi đến ni tham, thành tựu được chánh trí mà trở thành những bậc hữu học và những bậc vô học trong giáo pháp. Đức Thế Tôn thuyết rằng như vậy, các vị tỳ kheo ấy hoan hỉ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Đó là kinh Kitagira thứ 70. Dạ, con kính bạch sư, con xin chuyển năm phần hỏi pháp và trình pháp ạ. Dạ, con thưa sư, con xin đọc đến câu hỏi thứ nhất từ Phật tử ạ. Dạ, con thưa sư, những người chống phá đạo Phật trên không gian mạng đang ra sức kêu gọi Phật tử không cúng dường cho các chùa nữa. Điều đó có ảnh hưởng đến sự tu tập của tăng ni và làm cho chùa bị hoang tàn không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Thực ra thì ngay từ khi Đức Phật thành đạo cho đến khi Đức Phật lập nên tăng đoàn, Đức Phật chưa bao giờ kêu gọi thập phương bá tánh là hãy cúng dường cho ta, hãy cúng dường cho ta. Không bao giờ, chưa từng, Đức Phật chưa từng kêu gọi sự cúng dường của ai cả. Đức Phật chỉ thuyết pháp, chỉ giảng dạy Phật pháp. Rồi vì cái lòng kính mộ đối với Đức Phật, kính mộ giới hạnh, kính mộ trí tuệ, kính mộ giáo pháp của Đức Phật, rồi khi Đức Phật thành lập nên tăng đoàn thì Đức Phật cũng chưa bao giờ nói các tỳ kheo hãy đi kêu gọi người ta cúng dường hết. Nhưng mà vì cái sự tu tập, vì cái sự chân chính học và pháp, hành pháp của các chúng tỳ kheo tăng đệ tử của Đức Phật như vậy, mà thập phương bá tánh tự nguyện phát tâm hộ độ, cung kính cúng dường, sự cúng dường nên Đức Phật hay là cúng dường Phật pháp tăng, thì đó là cái sự tự nguyện, cái sự tự giác, cái tự ý của các hàng Phật tử tại gia tự phát tâm cung kính cúng dường nên tam bảo. Thì cái điều này đã được duy trì từ ngàn xưa cho đến nay cũng vậy. Không có trong giáo pháp Đức Phật không kêu gọi cúng dường, cũng không các vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật cũng vậy, Đức Phật còn cấm không cho kêu gọi cúng dường, mà chỉ đi những cái gì cần phải nương nhờ, những cái gì cần phải thọ dụng, những cái gì cần phải khất thực, những cái gì cần phải xin xỏ thì chỉ được đi xin trong sự im lặng mà thôi. Ví dụ như khi vị ấy đi khất thực, vị ấy có thể đắp y cầm y bát vào trong nàng khất thực, vị ấy chỉ đi trong im lặng chứ không bao giờ xin bằng lời là hãy cho tôi thức ăn này hay thức ăn khác, không được yêu cầu những cái món ăn theo ý thích của mình cả. Nên là cái sự cúng dường là nguyện vọng, là tâm tư, là cái tự nguyện của các hàng Phật tử tại gia. Thì khi mà các hàng tỳ kheo đi xuất gia thì Đức Phật cũng nói thế, là nếu như có người cúng dường y áo thì các ông hãy thọ dụng y phục ấy, còn nếu như không có người cúng dường y thì hãy nhặt những cái vải rác, những cái vải vụn ở bên đống rác bên đường để may thành y mà mặc. Nhưng mà mặc thành y thì cũng phải theo cái khuôn khổ phép tắc luật nghi, có may y, có nhuộm y, có làm theo đúng pháp. Rồi nếu như có người
mà mang thức ăn vật thực đến cúng giảng thì mình thọ nhận cái vật thực ấy. Còn nếu như không có người mang vật thực đến cúng giảng thì các vị tỳ kheo hãy đi khất thực từng nhà, rồi người ta cho sao ăn vậy, không đòi hỏi, không oán trách. Rồi nếu như mà có những cái sàng tọa, có những cái niêu thất, có chú sứ mà có các hàng Phật tử tại gia cúng giảng thì mình thọ nhận những cái ngôi nhà ấy, những cái thì mình sử dụng ngôi nhà ấy. Còn nếu không thì mình có thể vui lòng ở dưới gốc cây, hoặc cùng lắm thì mình có thể được xin cái vật liệu để dựng lên một cái chòi lá nhỏ, chiều ngang bằng 7 gang tay, chiều dài 14 gang tay của Đức Thiện Thệ, thì thế thôi, chứ không được làm lớn làm to. Rồi khi thuốc ốm đau cũng vậy, có ai cúng giảng thuốc men thì sử dụng, không thì hãy sử dụng những cái dược phẩm gì đơn giản nhất. Đấy là vậy thì Đức Phật cũng không cho phép các vị tỳ kheo được kêu gọi cúng giảng. Nhưng mà ở thời Đức Phật cũng thế, thời ngày nay cũng thế, vì đức tin, vì tín tâm của các hàng Phật tử bá tánh thập phương, người ta sẽ cúng giảng rất nhiều, chứ không chưa bao giờ trong Phật Pháp bị thiếu thốn. Từ thời Đức Phật cho đến thời nay vậy, chưa bao giờ tăng ni gặp khó khăn trong cái việc mà về những cái nhu cầu cần thiết, về những cái vật dụng cần thiết của người tu tập, chưa ở nơi đâu hay là cũng không bao giờ mà tăng ni gặp khó khăn về cái nhu cầu vật dụng cả, vì cái đời sống của tăng ni là đơn giản như vậy. Thì với một cái người có tâm cúng giảng, có đức tin rồi, thì dù người khác có thuyết phục người ta là đừng cúng giảng cho Phật Pháp Tăng nữa, với những người có đức tin rồi thì dù có thuyết phục đến mấy, họ cũng không bao giờ nghe theo những cái lời thuyết phục nhảm nhí sằng bậy như vậy. Còn những cái người không có đức tin thì dù có thuyết phục họ cúng giảng, họ cũng chẳng bao giờ cúng giảng cái gì cả. Những cái người mà người ta đã không có niềm tin, không có cái tâm hoan hỷ cúng giảng, thì dù có thuyết phục người ta cúng giảng, người ta cũng chẳng cúng, người ta còn chửi cho. Như vậy khi các tỳ kheo đi khất thực cũng vậy, có những Phật tử tín tâm người ta sẽ hoan hỷ cúng giảng hộ độ, nhưng cũng có những người người ta không tín tâm, đến nơi người ta còn chửi, người ta đuổi đi, nhưng mà đó là chuyện bình thường. Có người kính, có người khinh, chê khen chê yêu ghét, người trọng người khinh là cái chuyện rất bình thường. Nên là như thời Đức Phật có vị cư sĩ là đệ nhất cúng giảng, là trưởng giả cấp cô độc Alathabindika, dùng vàng bạc trải ra một cái khu vườn của Thái tử Kỳ Đà để mua lập nên cái tịnh xá kỳ viên mà cúng giảng đến Đức Phật và chư Tăng. Ông ấy được gọi là một cái vị đệ nhất về cúng giảng trong giáo pháp của Đức Phật. Vì sự cúng giảng ấy mà khiến cho cả những vị thiên thần ở trong nhà ông ấy cũng phải cảm thấy khó chịu, mà vị thiên thần ấy còn hiện ra để ngăn cản ông ấy, để thuyết phục khuyên ông ấy, đừng cúng giảng nữa, đừng cúng giảng nữa. Trong cái trong kinh cũng có, mà trong chú giải kinh Pháp Cú cũng có, cũng nói về cái câu chuyện này. Vị nữ thần sống ở trên cửa, trên cái cổng nhà ông cấp cô độc, mỗi khi Đức Phật và chư Tăng đến thì bà ấy phải đi xuống, bà ấy không có ở trên được, cho nên bà ấy rất là khó chịu khi có Đức Phật đến nhà ông cấp cô độc. Để bà ấy mới đã hiện hình ra vào phòng ông cấp cô độc ban đêm, nói rằng này ông cấp cô độc, ông đừng cúng giảng Đức Phật và chư Tăng, hãy no làm ăn đi, kinh tế nhà ông đang càng ngày càng sa sút rồi đấy. Rồi ông cấp cô độc hỏi bà là ai, đến đây làm gì. Và ta là nữ thần sống ở trên cửa sổ, sống trên cái cổng vào nhà ông. Thế thì bà có cái ác ý muốn đánh một đòn vào giáo pháp của Đức Thế Tôn, và ta không chấp nhận cho bà ở đây, bà hãy đi khỏi đây, không cho ở đây nữa. Thì trước cái sự xua đuổi của ông cấp cô độc vậy, thì bà nữ thần này đã phải nên nhờ tới Thiên Chủ Đế Thích, và Thiên Chủ Đế Thích cũng không giúp được. Bà chỉ nói bà hãy dùng thần lực của mình ra ngoài biển lấy cái kho vàng mà ông cấp cô độc ông chôn, ông bị sóng nó cuốn đi ấy, đưa về, và hãy đi đến những cái nhà mà mắc nợ, người ta không chịu trả ấy, đòi nợ, để mang cái tài vật ấy về kho, rồi ông ấy sẽ cho bà ở lại. Và bà Dạ Xoa này đã làm như thế thì mới được ông cấp cô độc ông cho ở lại, và ông dẫn bà đến gặp Đức Phật.
rồi Đức Phật thuyết pháp cho, rồi cái vị nữ thần ấy cũng đắc được đạo quả. Đấy, thì với một cái người đã có đức tin rồi, thì ngay cả một vị thiên thần hiện ra thuyết phục người ấy đừng cúng dường Tam Bảo nữa cũng không thuyết phục được, thì huống chi là những cái người năng xăng sằng bậy ở trên đời, người ta có thuyết phục bậy chứ thuyết phục nữa thì những người có đức tin người ta không bị nay chuyển. Còn những cái người không có đức tin thì vốn dĩ người ta cũng đã chẳng cúng dường gì rồi, thì bây dù có thuyết phục người ta cúng dường người ta cũng chẳng cúng dường. Vì vậy cho nên là cái lời mà kêu gọi mọi người đừng cúng dường ấy nó không có giá trị, nó không có ảnh hưởng gì đến cái đời sống tu tập của tăng ni, và nó không có ảnh hưởng gì, nó không có tác động gì, nó không có làm cho đạo Phật suy tàn suy yếu gì cả. Điều đó không đáng lo ngại một chút nào hết, bởi vì cái đời sống tu tập của tăng ni không có tham vọng về tài vật nhiều, cái đời sống tối đơn giản. Nên Đức Phật nói rằng với một cái vị tăng ni đã đi xuất gia rồi thì vị ấy cũng không được kêu gọi cúng dường khi thiếu thốn vật gì, vị ấy chỉ được phép về xin những người thân của mình, vị ấy được phép về xin những người thân bảy đời bên mẹ, bảy đời bên cha, những cái nhu yếu phẩm gì cần thiết dùng cho bản thân thì vị ấy chỉ được phép xin những người thân, vì những người thân cũng có thể hộ độ được cho các vị ấy cái đời sống tu tập. Còn cái việc mà kêu gọi cúng dường, xây dựng những ngôi bảo tháp, những ngôi chùa chiền, những cái cảnh chùa trang nghiêm tráng lệ ấy, đấy là tâm nguyện, đấy là nguyện vọng, đấy là tâm tư của những người đại thí chủ, của những người Phật tử tại gia. Như khi Đức Phật nhập Niết Bàn, các vị tỳ kheo hỏi Đức Phật, vậy cái phận sự xây dựng bảo tháp như thế nào? Thì Đức Phật nói là hàng tăng ni xuất gia cứ no việc thực hành giới định tuệ. Còn các hàng cư sĩ tại gia mới cần hộ trì cái việc xây dựng chùa tháp, cái việc bảo tháp chùa chiền tượng Phật. Đấy là tâm nguyện, đấy là nguyện vọng, đấy là mong cầu của các hàng tại gia. Và cái ngôi chùa ấy không phải là của tăng ni xuất gia, mà cái ngôi chùa ấy là của các hàng cư sĩ Phật tử tại gia. Người ta có thể là một người thí chủ, người ta xây dựng cả nên cái ngôi chùa ấy, nên bảo tháp ấy, nên những tượng Phật ấy. Vậy thì những tượng Phật, bảo tháp, ngôi chùa ấy có thể là do cái tâm phát nguyện của một cái người cư sĩ ấy, hoặc đó có thể là một quốc vương đại thần, một thể gia chủ, hoặc đó có thể là quần chúng nhân dân của cái khu vực, của cái ngôi làng ấy. Người ta muốn có một cái đời sống văn hóa tín ngưỡng tâm linh, cho nên người ta phát tâm xây dựng nên để người ta được đến chùa học đạo tu tâm. Và những cái ngôi chùa ấy, đó là cái cơ sở tín ngưỡng của dân chúng, của quần chúng nhân dân, của thập phương bá tánh. Chứ còn với người xuất gia có thể có cái nhiệm vụ là bảo vệ, là quản lý, là chăm sóc, là hướng dẫn cái đời sống tâm linh ở nơi ấy, chứ vị ấy không có chủ quyền sở hữu, không có sự chấp thủ, không có cái sự coi cái ngôi bảo tháp, cái ngôi chùa chiền này hay là cái tượng Phật này là ta, là của ta, tự ngã của ta. Với cái đời sống của các vị tăng ni, chỉ cần một cái chòi ná, một ngày một bữa ăn, có y áo để mặc, thế là như thế là vị ấy đủ để tu tập rồi. Còn khi mà các hàng Phật tử tại gia gom góp vào, đóng góp vào để xây dựng nên những ngôi chùa tháp ấy, là rồi lại cúng dường đến tăng ni, rồi tăng ni quản lý những cái ngôi chùa ấy, và hàng ngày phải chăm sóc phục vụ cái đời sống tâm linh, đời sống tinh thần, như thuyết giảng Phật pháp, thọ trì tam, truyền trì tam quy ngũ giới cho hàng Phật tử tại gia, hướng dẫn cho các Phật tử tụng kinh lễ Phật, đấy là hướng đạo cho các hàng Phật tử. Và những ngôi chùa ấy cũng có thể liên hệ đến cái, những cái đời sống tín ngưỡng như lễ cầu an, cầu siêu cho các hàng cư sĩ Phật tử tại gia. Vậy nên là ở những cái nơi nào mà có đông các tín đồ Phật tử thì ở nơi đấy sẽ xây dựng nên những cái ngôi chùa nó khang trang rộng lớn, hay là ở những cái nơi nào có đời sống kinh tế văn hóa phát triển
thì ở những cái nơi ấy có nhiều cái thí chủ, có cái điều kiện kinh tế, người ta sẽ xây dựng nên những cái ngôi chùa lớn hơn, là những cái vùng mà nông thôn hẻo lánh, ít dân cư thì sẽ xây dựng cái ngôi chùa nhỏ bé hơn. Thì đó là trong cái luật nghi của giáo pháp của đạo Phật. Nhưng còn đối với Phật giáo Việt Nam thì cái tín ngưỡng của Việt Nam, Phật giáo Việt Nam có một cái đặc thù khác hơn một chút. Đó là cái đời sống của tăng ni đa số là tự túc, nhất là các chùa của Phật giáo phát triển thì tăng ni rất ít lệ thuộc vào các hàng Phật tử, rất ít lệ thuộc vào cái sự cúng dường của các hàng cư sĩ tại gia, mà chủ yếu là sống tự túc. Như là cái ngôi chùa có những cái mảnh vườn rộng lớn, các vị ấy có thể tự trồng trọt, tự trồng cấy, tự túc cái cuộc sống tu tập hàng ngày của mình. Vậy thì các Phật tử mà có quay lưng với chùa, có không cúng dường chùa, các vị ấy vẫn tự tại, các vị ấy vẫn có thể tồn tại được và không có ảnh hưởng gì hết. Và đại đa số các Phật tử đến chùa với cái mong, với cái nhu cầu tín ngưỡng tâm linh, cầu an, cầu siêu thì nhiều hơn là đến chùa để cúng dường. Thật sự có mấy ai đến chùa cúng dường đâu, 100 người đến chùa chắc có người đến để vì mục đích cúng dường, 99 người đến vì mục đích cầu cúng. Vậy thì bây giờ những người mà muốn chống phá đạo Phật, muốn cho đạo Phật hoang tàn, hay là muốn cho tăng ni không có nghèo đói đi, không có xe sang để đi, không có đồng hồ để đeo ấy, thì không phải là kêu gọi Phật tử đừng cúng dường, mà hãy kêu gọi Phật tử này, đừng mời các thầy chùa đi độ đám nữa. Đấy, thì chỉ có cách đấy thôi, chỉ có cái cách kêu gọi như thế, kêu gọi các thầy này, đừng có mời các vị thầy chùa đi độ đám nữa, cứ để cho các vị ở chùa, các vị tu tập. Đấy, thì chỉ có cái cách đấy thì nó mới bớt đi cái nhu cầu tín ngưỡng, nó mới bớt đi cái thu nhập, nó mới bớt đi cái sự năng xăng. Đấy, thì có làm được như thế thì bởi vì ngay cả những cái việc xây dựng các cái chùa chiền hay là cái đời sống của tăng ni ở chùa thì cũng liên hệ đến cái sự cúng độ đám, cúng đám rất là nhiều. Vậy cái người chỉ khi càng khi nào mà các cái hàng cư sĩ bớt cái nhu cầu đó là mời các thầy đi độ đám hơn, thì các thầy sẽ có thời gian, có thời gian ở một chỗ để mà học đạo, để mà tu tâm, thì sẽ đi đến giải thoát được nhiều hơn. Chứ còn các thầy quá bận rộn với cái việc đi độ đám thì cái nó có ảnh hưởng đến cái sự tu tập, nó ảnh hưởng đến cái sự tu tâm. Vậy cho nên cái việc kêu gọi là đừng cúng dường cho chùa không ảnh hưởng, không liên quan gì đến bất cứ một cái đời sống nào của tăng ni hay là của chùa chiền hết. Mà có kêu gọi thì kêu gọi là đừng có thỉnh các thầy đi độ đám nữa, thì kêu gọi được như thế thì càng tốt. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ con thưa sư, người xuất gia vi phạm những điều gì thì sẽ bị đuổi đi khỏi chùa ạ? Đối với người xuất gia thì có những người vẫn có thể bị đuổi đi khỏi chùa. Đó là những người khi đến chùa mà không có hành trì đúng theo giới luật của người xuất gia. Vì ấy có thể là một cái người khó dạy bảo, khó uốn nắn, không chịu học những cái pháp, vẫn sống theo cái lối đời có nhiều cái tính hư hỏng, hay là vì ấy phỉ báng Phật, phỉ báng pháp, phỉ báng tăng, có những cái tà kiến, hay là vị ấy có cái sự bất kính đối với vị thầy, vị thầy có thể đuổi vị ấy ra khỏi chùa. Vậy thì có thể là vị ấy sẽ bị đuổi ra khỏi chùa, nhưng vị ấy vẫn còn có thể đi tìm một chùa khác, đi tìm một vị thầy khác để tu tập tiếp. Đấy là một cái trường hợp có thể vị ấy bị đuổi ra khỏi chùa. Có những trường hợp là có những vị tỳ kheo bị đuổi ra khỏi một khu vực, khỏi một cái ngôi làng nào đấy. Có những vị khi tu tập đã trưởng thành rồi, vị ấy có thể đi đến nương tựa một cái ngôi làng nào đấy, như là có thể là một vị trụ trì ở một cái ngôi chùa, một cái ngôi làng nào đấy. Nhưng nếu như vị ấy là một cái người sống một cách hư hỏng,
và vị ấy làm hư hỏng những cái người dân, làm cho những cái người dân ở cái nơi đấy người ta có cái hiểu sai về Phật pháp, như là trong tạng luật, trong luật tỳ kheo, phân tích luật tỳ kheo có cái giới gọi là giới tăng tàn thứ 13, gọi là giới làm hư hỏng các gia đình. Đó là có những một số vị tỳ kheo đi đến một cái ngôi làng khác, sống ở cái ngôi làng ấy, rồi các vị ấy đã tự làm những cái việc rất là hạ liệt, làm những cái việc rất là phù phiếm nhạt nhí, như là với một cái vị tỳ kheo đàng hoàng chân chánh khi đi vào trong làng khất thực xin ăn thì vị ấy cần phải trang nghiêm tề chỉnh, y áo chỉnh tề, rồi lặng lẽ bước đi xin ăn trong im lặng. Nhưng mà các vị ấy đi vào trong làng thì các vị ấy hớn hở, các vị ấy cười toe toét, các vị ấy gặp ai các vị ấy cũng hỏi han, các vị ấy lịnh bợ, các vị ấy tâng bốc những người đời để các vị ấy lấy lòng những cái người đời ấy, các vị ấy sống những cái nỗi sống kỳ dị, sống những cái nỗi sống dị lập, sống những cái nỗi sống hạ liệt, hạ mình xuống và tôn vinh những cái người đời lên để cho những người đời người ta có cái tình cảm với mình, người ta yêu quý mình, rồi người ta lại so sánh mình với các vị tỳ kheo khác, rồi những cái người dân ở đấy người ta phỉ báng những cái vị chân chánh tỳ kheo, người ta nói rằng những cái vị tỳ kheo sống làm hài lòng chúng tôi như thế này, các vị ấy niềm nở cười nói, các vị ấy chào hỏi chúng tôi, hay là các vị ấy còn tặng hoa cho chúng tôi, hay là các vị ấy còn múa hát để làm vui lòng chúng tôi. Đấy là những cái vị tỳ kheo đấy đã làm hư hỏng những cái dân chúng, đã làm hư hỏng cái nhìn nhận của những cái người dân, và những người dân rất yêu quý các vị ấy, rất là hoan hỉ với các vị ấy, nghĩ rằng các vị ấy sống như vậy, đạo hạnh như vậy, cái đời sống thực hành như vậy, làm hài lòng hoan hỉ, mua vui cho mọi người như vậy mới là những người sống đúng pháp, mới là cái người sống theo chánh pháp, mới là cái vị tỳ kheo chân chánh. Còn khi những vị tỳ kheo chân chánh đi đến đấy thì bị người ta chửi mắng, bị người ta xúc phạm, bị người ta khinh bỉ, người ta coi thường, và người ta không cung kính, không cúng dường, bảo là các vị là những cái người không có làm những cái điều cho chúng tôi vui vẻ, không đúng pháp, các vị hãy đi khỏi đây, và họ không cúng dường cho các vị ấy. Thì các vị tỳ kheo chân chánh sau khi gặp chuyện ấy về trình lên Đức Phật, thì Đức Phật đã cho chúng tỳ kheo 4 đến 5 vị đến đấy để trục xuất cái vị ấy khỏi cái khu vực ấy, khỏi cái ngôi làng ấy. Các vị ấy đọc tuyên ngôn tác pháp yết ma để đuổi các cái vị ấy đi, và giải thích cho cái dân làng ở nơi ấy biết rằng cái sự thực hành cái pháp như vậy là sai pháp, sự thực hành như vậy không phải là sa môn thích tử, không xứng đáng với sa môn pháp. Các vị ấy là cái người làm hư hỏng người đời, làm hư hỏng thế gian, làm cho người đời, người thế gian người ta có cái nhìn nhận sai trái tiêu cực, người ta phỉ báng những tỳ kheo chân chánh và người ta tán thán những cái vị tỳ kheo bậy bạ. Thì đấy là thời xưa cũng vậy, thời nay cũng vậy, sẽ luôn có những cái người sống một cách theo cảm hứng, theo cảm tính, theo ý thích của mình, và đã làm cho quần chúng nhân dân có cái nhìn nhận sai về người tu, có cái nhận định sai về người tu, và người ta phỉ báng tất cả toàn thể tăng ni, và người ta chỉ tôn vinh một mình cái vị thực hành một cái pháp rất là bừa bãi nhảm nhí ấy. Nên thì ngay thời Đức Phật cũng đã có hai vị tỳ kheo ấy, và khi các vị tỳ kheo ấy bị đuổi đi khỏi nơi ấy, đi đến nơi khác, rồi các vị ấy lại cũng làm như thế, lại cũng làm hư hỏng cái dân chúng ở nơi ấy, rồi các vị tỳ kheo, các chư tăng lại phải đến khu ấy để trục xuất các vị ấy đi nơi khác nữa, và lại phải giải thích cho cái dân chúng ở nơi đấy biết là cái nối sống như vậy, cái cách sống như vậy, cái sự thực hành như vậy là phi pháp, không phải là giáo pháp, không phải là sa môn thích tử. Đấy là cũng là những cái mà cái trường hợp như thế cũng đáng bị đuổi đi khỏi cái ngôi làng ấy. Như thời bây giờ cũng vậy, có những vị tỳ kheo sống ở một cái ngôi làng nào, ở cái địa phương nào mà các vị ấy hành không đúng cái phẩm hạnh,
của một cái vị sa môn, thì chúng tăng cũng có thể đến trục xuất vị ấy đi nơi khác, không để cho vị ấy làm hư hỏng cái tâm lý của những cái người dân, để người ta có cái nhìn nhận tiêu cực sai trái về tăng chúng hay là về Phật pháp. Thì đấy là cái trường hợp cũng bị đuổi ra khỏi cái khu vực, chứ không bị đuổi ra khỏi đời sống xuất gia. Nếu như vị ấy đi đến nơi khác mà tu hành nghiêm túc đàng hoàng thì vị ấy vẫn được tu tập, chứ không phải là vị ấy bị đuổi khỏi tăng đoàn. Còn cái trường hợp mà một vị có thể bị đuổi khỏi cái đời sống tu tập, đó là trường hợp là vị ấy phạm vào những trọng tội, phạm vào những cái giới quan trọng, như là vị ấy phạm vào giới hành dâm, phạm vào giới ăn trộm cắp. Ăn trộm cắp mà đáng bị thế gian người ta quy định theo, tức là vi phạm pháp luật thế gian, người ta coi vị ấy là một cái tên trộm cướp, và giới giết người hoặc xúi người khác giết người, thì sẽ bị đuổi ra khỏi đời sống tu hành. Và cái giới nữa là nói dối về pháp thượng nhân. Nếu vị nào chưa đắc đạo mà tự nhận mình đắc đạo, chưa đắc các cái tầng thiền, chưa đắc thần thông hay chưa đắc đạo quả, mà vị ấy tự mình nhận định, tự mình tuyên bố là mình chứng đắc các cái pháp ấy, thì vị ấy bị đuổi. Đấy gọi là bốn pháp bất cộng trụ. Thì cái vị nào mà phạm vào bốn cái điều này là bị trục xuất tuyệt đối, bị trục xuất ra khỏi tăng đoàn, không cho xuất gia nữa. Thì đấy là cái trường hợp bị đuổi. Nhưng đối với vị tỳ kheo ni thì cái trường hợp bị đuổi nó còn cao hơn, cái khả năng bị đuổi còn cao hơn. Nhưng vị tỳ kheo ni mà chỉ cần xúc chạm với người nam có cái tâm ái dục với nhau là cũng bị đuổi. Hò hẹn với người nam gặp nhau ở một cái khu vực nào đấy rồi đã đi đến đấy là bị đuổi, đuổi khỏi tăng đoàn. Vị tỳ kheo ni ấy, hay là thấy một cái vị khác phạm cái tội bất cộng trụ mà che giấu thì vị ấy cũng sẽ bị đuổi khỏi tăng đoàn. Nên là vị ấy thân cận với một cái vị tỳ kheo ta có tà kiến hư hỏng mà đã được chúng tăng tuyên bố là vị ấy là vị tà kiến rồi, mà vị tỳ kheo ni vẫn còn cố tình thân cận với vị ấy mà được khuyên bảo mà không có chịu tránh xa, thì cũng bị trục xuất, bị đuổi. Đấy là những trường hợp có thể bị đuổi. Bị đuổi có thể là bị đuổi ở mức độ thấp, bị đuổi ra khỏi chùa, bị đuổi ra khỏi một khu vực, và bị đuổi ra khỏi tăng đoàn. Nó có nhiều cái mức độ bị đuổi khác nhau. Nếu như mình vi phạm ở cái mức nào thì mình sẽ bị đuổi ở cái mức ấy. Đấy là luật nghi, đấy là cái giới luật của người xuất gia cần phải giữ gìn, và vi phạm thì sẽ bị đuổi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Vô Vi ạ. Dạ, con thưa sư, tánh biết tương ưng với lộ thứ mấy trong lộ 17 sát na tâm ạ? 17 sát na tâm thì ở trong cái nộ tâm dục giới ngũ song thức thì có hữu phần vừa qua, hữu phần rung động, hữu phần dứt dòng, rồi đến ngũ môn hướng tâm, rồi sau đó đến ngũ song thức. Ngũ song thức là nhãn thức, nhĩ thức, tị thức, thiệt thức, thân thức. Năm cái thức ấy thì được gọi là, đấy gọi là cái tánh biết. Nhãn thức thì nó biết cảnh sắc, nhĩ thức thì nó biết cảnh thanh, tị thức nó biết cảnh hương, vị thức nó biết cảnh vị, và thân thức thì nó biết những cảnh xúc trên thân. Thì đấy là tánh biết, nó nằm cái nộ thứ 5 trong 17 cái nộ tâm ấy. Sau đó là tiếp thâu, suy xét, xác định bảy tốc hành tâm và hai cái tâm thập di tâm đăng ký. Thì cái tánh biết nó là những cái tâm ngũ song thức, nó đi sau cái ngũ môn hướng tâm. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả. Dạ, con thưa sư, kính mong sư giảng cho con hiểu về ác ma. Tại sao ác ma luôn đến quấy phá người tu hành từ khi bắt đầu cho đến khi giác ngộ giải thoát? Làm sao để tránh được ác ma? Khi gặp ác ma thì chúng ta phải làm gì ạ? Ác ma thực ra đấy là các vị chư thiên. Người ta sống ở những cái cõi chư thiên. Và các vị chư thiên ấy thì có cái tuổi thọ dài và có tà kiến. Các vị ấy chỉ muốn chúng sinh ở trong luân hồi sinh tử. Trong luân hồi sinh tử thì các vị ấy có thể bị chi phối. Nó giống như là một cái người, người ta làm vua, người ta cứ muốn cho mọi người ở trong cái quốc độ này không đi đâu cả, để dưới cái quyền cai quản của người ta. Thì các vị ác ma ở những cõi trời cao
thì các vị muốn chúng sinh ở trong tam giới, luồn quẩn ở trong tam giới để dưới sự cai quản của các vị ấy. Vì các vị là những người hưởng thụ các dục nạc. Và đối với người tu này là những người ni dục, không hưởng thụ các dục nạc. Vì nó khác cái tư tưởng, vì nó khác cái tâm lý như vậy, cho nên các vị ấy ở đời cũng vậy, thì ở cõi nào cũng thế, những người sống khác tư tưởng này hay chống phá nhau. Các vị ở các cõi trời thích hưởng thụ ngũ dục, còn đời sống tu hành là ni các cái ngũ dục, thì các vị ấy thích chống phá những người khác tư tưởng với mình, thì đơn giản là thế. Cho nên các vị hay xuống khuyến khích những người ta hãy hưởng dục đi, hãy tham đắm đi. Còn những người nào ni dục thì các vị ấy hay chống đối những vị ấy. Nên là đối với lại cái người tu muốn tránh không bị ác ma làm phiền, nên thì Đức Phật nói là hãy luôn luôn an trú ở trong chánh niệm, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Và các vị ấy luôn luôn phải phòng hộ các căn. Bởi vì khi mà một cái người mà không phòng hộ các căn để cho cái tham dục nó khởi lên, thì lúc ấy ác ma sẽ có cơ hội. Cơ hội ở đây là lúc ấy các ác ma nó sẽ làm cho cái người đấy sinh ra cái tâm tha thiết đắm nhiễm đối với cái cảnh trần. Tức là tham đắm với sắc dục, hương, thanh hương vị xúc ấy. Thế là các vị ấy cứ tham đắm vào cái cảnh đấy, làm cho cái vị ấy trở nên bê bối, trở nên thối nát, trở nên hư hỏng, trở nên phá giới. Vị ấy có thể phạm đắm nhiễm vào sắc dục, thanh hương vị xúc dục. Đấy là cái cách phá hoại của ác ma, là khiến cho cái người đấy hưởng thụ dục mạnh lên và làm cho cái con đường tu bị thối thất đi. Còn vậy thì cái người đấy muốn an toàn thì vị ấy luôn luôn phải sống ni dục, sống thiểu dục và sống có phòng hộ các căn, và sống luôn luôn có chánh niệm tỉnh giác, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Như khi nào vị ấy có thể trú được vào sơ thiền ni dục rồi thì làm ác ma mù mắt. Lúc ấy ác ma không thấy đâu, vì cái ác ma là người tham dục rất mạnh, cho nên với cái pháp ni dục rồi ác ma không thấy đâu nữa. Và ác ma luôn luôn cảm thấy cái người ni dục ấy người ta thoát ra khỏi cái tầm ảnh hưởng của mình, và vị ấy tức tối khó chịu, cho nên hay đi chống phá những cái người tu ni dục ấy. Nên vậy cho nên là mình cứ giữ được cái chánh niệm tỉnh giác thì mình sẽ an toàn, không bị chi phối bởi ác ma nữa, nên là không đáng lo ngại. Vì ác ma cũng là các vị chư thiên thôi, người ta cũng có nhân, hiểu nhân quả, người ta cũng sợ, người ta cũng chả dám làm hại người đâu mà lo. Người ta chỉ đến người ta lừa thôi, nếu mình không tỉnh giác mình bị lừa, còn nếu mình tỉnh giác thì mình sẽ không bị lừa. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Ngọc Hoa. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi, tâm vị thánh A-la-hán sẽ luôn có sự an lạc của Niết Bàn, và sự an lạc của Niết Bàn vượt trội hơn gấp nhiều lần sự an lạc của chứng thiền, có đúng không ạ? Con xin thành kính tri ân sư ạ. Sẽ an lạc hơn rất nhiều khi một vị chứng những các cái đạo quả ấy, nó không còn một cái cấu uế phiền não gì nó sinh khởi lên cả trong lúc hành thiền, cả trong lúc không hành thiền. Vị ấy cũng luôn luôn có cái sự an nhiên tự tại. Đấy là một cái bậc đã chứng hữu dư y niết bàn rồi. Nên là với vị ấy không còn một chút gì sầu khổ ở nội tâm nữa. Vị ấy hoàn toàn là cái sự an lạc tuyệt đối. Còn an lạc của các tầng thiền ấy chỉ tạm thời trong lúc vị đó trú trong tầng thiền mà thôi. Vì ở suốt thiền ra thì ô nhiễm vẫn sinh khởi, và thiền có lúc thì nó sung mãn, nhưng cũng có lúc nó sẽ suy yếu đi, mà nó không có vững chắc. Còn sự chứng ngộ Niết Bàn, vị ấy có thể trú trong các đạo quả siêu thế thì nó an lạc tự tại hơn, hơn rất rất nhiều lần với ở các tầng thiền chứng. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Tường Vi ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi, giới thứ 8 của bát quan trai là không nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Vậy nằm ngồi nơi quá cao nhưng không xinh đẹp thì có phạm giới không ạ? Con sống ở ký túc xá mà giường ở ký túc xá là giường tầng. Con được xếp nằm phía trên nên không có sự lựa chọn ạ. Con xin thành kính tri ân sư ạ. Cái đấy thì cũng được, nếu mà cái điều kiện bắt buộc mình phải ở giường tầng thì cái này cũng không nằm trong cái quá cao và xinh đẹp. Nó chỉ tính từ cái chân giường mặt lên thôi, chứ nó không có tính từ mặt đất lên. Là một cái người nhưng người ta ở các cái lầu cao như vậy nó đều là không phạm hết. Phạm khi mà một cái giường đấy nó quá là sang trọng, tức là ý muốn nói là cái người đấy sống xa hoa, sống hưởng thụ
sống đắm nhiễm vào vật chất, đắm nhiễm vào cái sự ăn ngủ, cái trang điểm, cái giường lộng lẫy, và nằm ở cái nơi nó quá là cao và to rộng, cao và nó rộng rãi nữa, và nó xinh đẹp nữa, nó đầy đủ như vậy thì mới phạm. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Quỳnh Hương ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi, người làm ác bị đọa vào những cõi như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, họ bị đọa xuống cõi đó rồi, sao vẫn có những hương linh hay ngạ quỷ lên trần quấy nhiễu con người được ạ? Con xin thành kính tri ân sư ạ. Khi người ta làm việc ác, người ta đọa vào những cái cõi địa ngục thì không còn quấy nhiễu được ai. Làm súc sinh thì không quấy được, nhưng mà có thể người ta sinh làm ngã quỷ hay là một phi nhân quỷ thần nào đấy thì người ta cũng thể quấy rầy được. Mà thực ra cái sự quấy rầy đấy cũng chưa chắc đã phải là do người chết đấy, mà có thể là do những cái phi nhân khác, người ta sống ở cái gần gũi ở nơi đấy, rồi người ta mượn danh của cái tên của người mới chết thì người ta muốn vào, người ta quấy rầy, quấy nhiễu vậy thôi, sách nhiễu một chút. Nếu mà cái người nào không mê tín, không tin vào cái điều đấy, không chấp nhận những cái điều ấy thì người ta không cuối. Còn những người nào mà sống hay mê tín dị đoan, tin vào cái điều đấy quá, thì nhất là những người hay xem bói này kia, thì nó dễ bị cuối nhiễu cái cảnh đó. Nên là cái người nào tốt nhất là tránh cái cảnh đấy, đừng có liên hệ, đừng có nghĩ đến, đừng có hướng tâm đến, đừng có bận tâm đến cái chuyện đấy, thì người đấy sẽ ít bị quấy nhiễu. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Nhật Long ạ. Dạ, con thưa sư, con trí nhớ kém, học hay quên nên không thể đọc nhiều kinh điển. Vậy con nên xem những kinh nào để có thể thực hành thiền tứ niệm xứ ạ? Con xin tri ân sư ạ. Thì đọc bài kinh Đại Niệm Xứ để thực hành thiền tứ niệm xứ. Trong bài kinh đấy dạy rất nhiều pháp thiền về niệm xứ, niệm thân có, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp đều có ở trong đó. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Pháp Quang ạ. Dạ, con thưa sư, làm thương mại mua thực phẩm động vật đông lạnh rồi bán lại có phạm vào giới hay rơi vào tà mạng không ạ? Con xin thành kính tri ân sư ạ. Mình không làm mà mình chỉ mua người khác làm rồi thì không phạm, nhưng mình mà đặt người ta làm nhé. Nếu có những trường hợp mình đến, người ta chưa làm sẵn mà mình đến mình đặt là hãy làm cho tôi bằng này cái món đông lạnh, rồi sau đó người ta sát sinh người ta làm thì mình sẽ vẫn bị cộng nghiệp. Nên là mình mua mà mình không đặt thì mình thấy người ta bày bán đấy sẵn rồi thì mình chỉ đến mình mua thôi thì mình không phạm. À, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Minh Nguyên ạ. Dạ, con thưa sư, nỗ lực không ngừng để hành thiền là tôn chỉ của Ngài Achamun Gokenke. Thế nhưng tại sao Ngài Xá Lợi Phất trước kỳ kết tập kinh điển nỗ lực không ngừng nhưng không đắc? Có người nói vì tâm tham khởi lên, vậy mình phải nỗ lực không ngừng thế nào để tích lũy ba la mật ạ? Con xin hành kính chuyên sư ạ. Không phải Ngài Xá Lợi Phất mà nó là tôn giả An Nan. Tôn giả An Nan này trong kỳ kết tập kinh điển ấy, thì phải tinh tấn hành thiền để chứng đắc A-la-hán. Và trong cái lúc tinh tấn thì nó không đắc, mà lúc ấy muốn nghỉ ngơi một chút, trên trong cái lúc Ngài đang nằm xuống cái giường thì trong cái khoảng khắc đấy thì Ngài đắc A-la-hán. Vì là trong cái lúc đấy là Ngài luôn luôn có chánh niệm, ngay cả cái lúc này xả thiền ra rồi không ngồi thiền nữa, thì trong cái mọi oai nghi Ngài luôn luôn quán về vô thường của vô ngã. Cho nên là ở cái giai đoạn đấy và cái pháp nó được chín mùi do cái tâm nó được quân bình, nó không quá thiên nặng về tinh tấn, mà lúc ấy nó được quân bình giữa cái tinh tấn với cái xả với cái định. Cho nên là cái nỗ lực tinh tấn là để sách tấn cho những người giải đãi. Còn với những người đã quá tinh tấn rồi thì lại cần phải được sách tấn là hãy giữ tâm xả, hãy thản nhiên, hãy định tĩnh lại một chút, thư thái ra một chút. Vậy nên là cũng có trường hợp cần phải thư giãn ra một tí, có những trường hợp cần phải tinh tấn lên một tí, thì nó tùy theo cái đối tượng, cái căn tánh của cái người đang thực hành đấy mà khuyến khích người đấy tinh tấn hay là khuyến khích người ấy phải thư thái.
Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Tường Vi ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi, khi trái đất này hết tuổi thọ thì chúng sinh sẽ luân hồi về đâu ạ? Con xin thành kính tri ân sư ạ. Chúng sinh sẽ sinh về cõi thiên giới rồi đắc các tầng thiền rồi sinh về cõi phạm thiên. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Sati ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi, con là một tỳ kheo, ni, hệ Bắc Tông. Gần đây con có tìm hiểu và nghe pháp hành thiền mà sư hay giảng dạy. Con và một số tỳ kheo ni có thể đến chùa học pháp từ sư không ạ? Con xin thành kính tri ân sư ạ. Ở đây thì tất cả tăng ni, rồi Nam Bắc Tông hay là Phật tử tại gia hay xuất gia hay là đạo Phật hay là tôn giáo bạn đều có thể đến tu tập được hết. Nếu ai muốn tập thiền thì cứ đến tập thiền lúc nào cũng được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Tường Vi ạ. Dạ, con thưa sư, theo Phật giáo Nguyên Thủy thì khi nào được gọi là chúng sinh có tính mạng? Con nghe vị sư Theravada khác nói rằng có tinh cha huyết mẹ cộng có ý thức tái sinh là chúng sinh có tính mạng. Vậy đối với những loài động vật sinh sản vô tính, ví dụ như ong đực được sinh ra từ trứng của ong chúa mà không thụ tinh, thì nó không phải là chúng sinh có tính mạng vì không có tinh cha, đúng không ạ? Con xin thành kính tri ân sư ạ. Chúng sinh thì có noãn thai thấp hóa, thai sinh thì mới sinh theo kiểu là có cha, có mẹ, có cái thần thức tục sinh thì mới thành tựu. Nhưng mà là loài thấp sinh, người ta sinh ra từ ẩm thấp thì người ta không có cái quá trình ấy. Hóa sinh thì người ta tự hóa hiện, khi có nhân duyên người ta hóa sinh ra. Thế thì cũng có nhiều cái cách để mà sinh phát sinh ra một cái chúng sinh, chứ không phải là chỉ có một cái gọi là thai sinh đó. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tuệ Như ạ. Dạ, con thưa sư, lạc chứng tứ thiền hay lạc niết bàn lớn mạnh hơn ạ? Con xin thành kính tri ân sư ạ. Lạc niết bàn mạnh hơn vô lượng lần lạc tứ thiền. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Chánh Kiến ạ. Dạ, con thưa sư, lạc là nhân sinh ra định hay định là nhân sinh ra lạc ạ? Con xin thành kính tri ân sư ạ. Lạc là nhân sinh ra định, mà định nó cũng là nhân sinh ra lạc. Vì đầu tiên là vị ấy có hỷ, có khinh nhan, có an lạc. Vì có cái sự lạc đấy nó đi vào định tính. Rồi từ cái định ấy lại phát sinh ra cái lạc. Lạc do ni dục, ni bất thiện pháp mà nó phát sinh. Hay là cái trạng thái hỷ lạc do định sinh ở cái tầng thiền thứ hai ấy. Cũng như là tuệ. Là nhân sinh ra định, mà định nó cũng là nhân sinh ra tuệ. Cũng như thế. Thì lạc ở cái mức độ thấp thì cũng phát sinh ra định. Khi có định rồi thì cái lạc ấy lại sung mãn hơn, lại thù thắng hơn. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Bảo Yến ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi, khi thọ tám giới có giới không nghe nhạc, nhưng khi ở nhà con phải mở cho con của con nghe, hoặc con vô tình phải nghe ở đâu đó, thì như vậy có gọi là phạm giới không ạ? Con xin thành kính tri ân sư ạ. Không phạm giới. Khi mình chủ động, mình cố tình, cố ý nghe thì mới phạm giới. Còn vô ý thì không phạm giới. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Bảo Yến ạ. Dạ, con thưa sư, khi nấu ăn ở khu vực bếp núc có khi có kiến bâu rất nhiều, có khi bâu vào cả thức ăn, nếu không lau hết thì phạm giới sát sinh. Vậy trong trường hợp này con nên làm thế nào ạ? Có thể lau nhưng mà nửa nửa, không làm cho nó chết là được. Lau xong rồi đưa cái khăn lau đấy ra ngoài rũ cho những con kiến đấy nó rơi trên mặt đất thì nó vẫn sống được. Mình không cố tình sát sinh là được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả. Dạ, con thưa sư, theo truyền thống, mọi nhà hay đốt vàng mã, vậy việc này có mang lại lợi ích gì không ạ? Hay đó có phải là một việc làm mê tín ạ? Con xin thành kính tri ân sư ạ. Làm nó quá mê tín. Cái việc đấy
không nên làm. Với người Phật tử mà học đạo, hiểu đạo rồi thì chẳng ai làm cái việc đấy nữa. Đấy chỉ là những người chưa được nghe Phật Pháp, chưa hiểu đạo, không học đạo, nên là mới còn những mê tín tà kiến, làm việc vô ích, tào lao, không có lợi lạc một tí nào hết. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Đỗ Quân ạ. Dạ, con thưa sư, những vị chứng thánh mà không chứng thiền thì các vị ấy còn có còn hôn trầm thụy miên không ạ? Vì con nghe một vị trưởng lão nói phải chứng sơ thiền mới hết cơn buồn ngủ ạ. Con xin thành kính tri ân sư ạ. Nếu mà một vị A-la-hán thì nó cắt đứt được cái hôn trầm thụy miên. Còn những bậc hữu học thì nó có giảm bớt hơn. Còn đối với một người đang hành thiền thì vào đến tầng thiền định tĩnh thâm sâu ấy, thì nó cũng hết. Vậy nó còn tùy theo cái sự chứng của vị ấy. Vị ấy là bậc nậu tận thì dù không chứng thiền nó cũng hết hôn trầm thụy miên. Còn nếu là bậc hữu học thì đôi khi vẫn còn. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Ngọc Tiên ạ. Dạ, con thưa sư, con đã hành thiền được 2 năm, nhưng càng ngày mỗi lần ngồi thiền, con thấy thân con chỉ hiện rõ chỉ là bộ xương được lắp lép. Con quán thân này không phải là tôi, và mọi cảm thọ hay tưởng và thức của con ghi nhận về quán vô thường, khổ, vô ngã. Khi năm uẩn lắng hoàn toàn, thì lúc này con vẫn chỉ nương hơi thở hay con quán gì ạ? Con xin hành kính tri ân sư ạ. Khi ngồi thiền thì nên tập trung vào hơi thở để phát triển định cho nó sâu sắc. Vì sau này thành tựu được thiền hơi thở rồi, chuyển sang hành thiền tứ đại để phân biệt danh sắc, hoặc là lúc đấy chuyển sang hành thiền quán về 32 thể trược. Rồi sau đó tuần tự mới phân biệt ra danh sắc. Chứ ở cái mức độ thực hành như vậy chưa thấy được danh sắc, nên là chưa quán vô thường, khổ, vô ngã được, vì có quán nó cũng không có giác ngộ được. Còn việc thấy thân là bộ xương đấy là một cái sự tác ý về sự bất tịnh, làm cho mình bớt tham ái với thân thì tốt. Đi đứng nằm ngồi cứ luôn luôn chánh niệm như vậy, thấy thân này là bộ xương, là bất tịnh, là ô uế, để mình không có tham dục tham ái, thì điều đó là tốt. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Minh Nguyên ạ. Dạ, con thưa sư, trong tiểu bộ Đức Phật mượn tiền kiếp làm chuyện giáo hóa các tỳ kheo từng lỗi nhỏ một, trong các tích chuyện đều là gương sáng, nhưng Phật ít khi nói về những kiếp xấu và lỗi lầm của Ngài. Có bài kinh nào Phật nói về đời đó Phật đã sai lầm như thế nào không ạ? Con xin thành kính tri ân sư ạ. Trong tiểu bộ kinh và các câu chuyện tiền thân của Đức Phật, thì vì trong Đức Phật luôn nói về những đời sống quá khứ khi Ngài thực hành Bồ Tát Đạo. Vì khi thực hành Bồ Tát Đạo thì Ngài sẽ rất là làm hướng thiện rất là cao, nên ít khi làm việc lỗi lầm. Cũng có một số trường hợp Đức Phật cũng nói về cái lỗi lầm của mình. Như là khi Ngài nói rằng lúc ấy Ngài là một người nông dân, thấy người ta tôn thờ Long Vương, rồi Ngài cũng khởi lên cái tâm là tôn kính, phụng thờ Long Vương. Và chính vì vậy khi chết Ngài sinh thành Long Vương, thành chúa vua rồng. Và khi Ngài sinh làm Long Vương thấy thân rồng rắn, Ngài vô cùng hổ thẹn. Tại sao ta lại chọn cái nơi tái sinh thấp kém làm thân súc sinh rồng rắn thế nào? Thì lúc đấy Ngài phát nguyện là ta sẽ tu tập để kiếp sau không làm thân này nữa. Mặc dù Ngài có phát nguyện như vậy rồi, nhưng mà vẫn không thoát khỏi những cái sự cám dỗ của các dục nạp ở những cõi Long Cung ấy. Ngài vẫn phạm vào những điều ô uế. Cho nên vì vậy nên là Ngài mới phải lên nhân gian để tu tập, tránh cái nơi Long Cung có nhiều nạc thú ấy. Rồi Ngài lên nhân gian, Ngài tu giới, tu tập để thọ trì giới hạnh, và sau này Ngài sinh về cõi trời. Đấy thì cũng có những lúc Ngài cũng không có giữ được cái sự thanh tịnh, hay là cũng có lúc Ngài tà kiến, hay là cũng có những kiếp Ngài Đức Phật cũng tu theo tà đạo, như là Ngài tu đảnh hạnh thờ nửa suốt cả cuộc đời, và đến lúc chết thì thấy cái tướng địa ngục nó hiện ra. Lúc ấy Ngài sực tỉnh ra, chợt nhận ra ôi thế đây là cảnh địa ngục, ta bị tái sinh địa ngục rồi. Và lúc đấy Ngài bảo ta từ bỏ tà kiến này, không còn tin vào cái pháp môn thờ nửa nữa. Thì ngay lúc ấy cái chánh kiến nó khởi lên một cái, Ngài sinh lên cõi trời ngay tức thì. Đấy là một cái khoảnh khắc đi sát địa ngục rồi mà Ngài còn thoát ra được, chứ người bình thường không thoát được.
Và cũng có nhiều câu chuyện Đức Phật vẫn nói về những cái nỗi nầm của mình, hay là có những cái kiếp Ngài làm tướng cướp, có những cái kiếp Ngài vẫn cầm đầu một băng đảng cướp, cũng đi ăn cướp của người khác. Chứ không phải là không có. Nên là có những kiếp Ngài nằm vua, Ngài tạo rất nhiều tội lỗi, Ngài phải đọa địa ngục tới hàng 80.000 năm cũng có chứ. Nhiều. Vậy thì đọc trong những cái chuyện tiền thân ấy, các, ở trong tiểu bộ kinh ấy, cũng sẽ có rất nhiều câu chuyện mà Ngài cũng nói về những nỗi nầm của mình, chứ không phải không có. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Phạm Thị Huyền ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi, thời gian ngồi thiền một ngày nên ít nhất là bao nhiêu thời thiền? Và mỗi thời thiền mình nên ngồi khoảng bao lâu để có thể tiến bộ nhanh ạ? Con xin thành kính tri ân sư ạ. Nếu mà để tiến bộ nhanh, một ngày ngồi 5 thời, mỗi thời 2 tiếng cũng được. Hoặc là ngồi 3 thời, mỗi thời 3 tiếng cũng được. Cái khoảng thời gian 2 đến 3 tiếng cho một thời, và một ngày khoảng 3-4 thời như thế là được. Thì đấy là tiến bộ nhanh. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Từ Hạnh ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Xin sư cho con hỏi trong câu 6 của Kinh Pháp Cú, và những người khác không biết chúng ta đây bị hại, chỗ ấy ai hiểu được, tranh luận được lắng êm. Theo con hiểu câu này có nghĩa là khi mình bị người khác hiểu lầm thì mình cần phải lên tiếng, thanh minh và giải thích cho họ hiểu, có phải không ạ? Con kính niệm ân sư ạ. Và người khác không biết chúng ta đây bị hại, chỗ ấy ai biết được, tranh luận được lắng êm. Thì cái người mà có cái sự sân hận, có cái sự mâu thuẫn ấy là do cái người ấy luôn luôn có cái tác ý rằng người ấy đã làm hại ta, người ấy đang làm hại ta hay sẽ làm hại ta, người ấy làm hại người thân của ta hay là làm lợi ích cho những người kẻ thù của ta. Vì cái vị ấy còn có cái tham ái, còn có cái chấp trước với cái ta này. Còn nên là nếu như vị ấy biết được cái ta này chỉ là đất, nhưng người ta có làm hại mình là làm hại đất, hại nước, ta là nước, ta là lửa, ta là gió, ta là hư không. Nếu như cái vị ấy biết được như vậy thì tranh luận lắng êm, biết được cái ta này nó chỉ là cát bụi thôi, là đất, nước, lửa, gió, là hư không, là giả tạm như vậy. Thì bây giờ mình ra mình chửi hư không nó có chửi lại mình đâu, mình chửi đất, đất có chửi mình đâu, chửi gió, gió chửi mình đâu, chửi nước đấy, nửa đấy, đâu có ai chửi mình đâu. Ở trong cái cơ thể của mình nó cũng có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, đó là đất. Mật đà, mủ, máu, mồ hôi, nước mắt, đấy là nước. Hơi thở vào ra, đấy là gió. Hơi nóng lạnh, đấy là nửa. Tại sao nó chửi cái đất, nước, nửa, gió này mình lại chửi lại? Vậy nó xúc phạm đất, nước, nửa, gió, vậy xúc phạm mình đâu mà. Thế đấy là khi mình có cái trí để phân tích, để hiểu ra được như vậy. Với một bậc A-la-hán hay Đức Phật là bậc thể nhập với chánh trí ấy. Cho nên dù người khác có phỉ báng, mắng nhiếc, chửi mắng nhưng không bao giờ sân hận lại. Bởi vì các ngài thấy rõ được cái thân này là không phải là ta, không phải của ta, tự ngã của ta. Còn những người phàm phu vì còn thấy thân này là ta, của ta, tự ngã của ta, còn có ảo tưởng, còn có vô minh, còn có chấp trước như vậy. Cho nên là mới sinh ra tranh luận, mới sinh ra tranh giành, mới sinh ra tranh đấu, mới sinh ra chiến tranh loạn đả. Đấy là vì còn có trí tuệ rồi thì sẽ không còn tranh giành nữa, không còn tranh luận nữa. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Vân ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Con có biết một người tầm 80 tuổi, tu thiền đã 50 năm, ông ấy thấy được ánh sáng trong khi ngồi thiền định mấy chục năm trước, nhưng đến giờ con không biết ông ấy đã vào được các tầng thiền chưa. Hiện tại ông ấy mỗi ngày ngồi thiền khoảng 4 tiếng, suốt 30 năm nay mỗi tuần ông ấy đều mua vé số khoảng 3 lần và cầu mong chư thiên cho mình trúng số độc đắc. Đến giờ ông ấy vẫn còn mua vé số, thỉnh thoảng ông ấy có trúng số nhưng chỉ trúng những giải nhỏ. Ông ấy đang sống bằng tiền hưu trí nên hai vợ chồng sống đủ qua ngày. Ông ấy không có con cái nhưng mong trúng số độc đắc thưởng lớn để cho anh chị em ruột. Thật ra các anh chị và bà con kiến thuộc ai cũng khá và giàu chứ không ai nghèo khổ. Vậy việc thường mua vé số mỗi tuần của ông ấy và việc cầu mong trúng số có ảnh hưởng đến việc tu tập thiền để được làm chư thiên hoặc để giác ngộ giải thoát không ạ?
con xin chiên sư ạ. Người còn có cái tâm tham nam như vậy, còn có cái tà mạng, còn có cái tà kiến, còn có những cái tham vọng bất chánh như vậy, thì người đấy không tu được một cái gì. Giới chưa thanh tịnh thì không bao giờ tâm thanh tịnh được. Vì có ngồi thiền vậy, chứ ngồi thiền nữa, ngồi mãi thì cũng chỉ là đang tu theo pháp tà, vì đấy không đi vào chánh đạo được. Nên muốn đi vào chánh đạo, vì ấy phải thanh tịnh được cái đức hạnh, thanh tịnh được cái giới hạnh, thanh tịnh được cái đạo hạnh đi đã. Vì ấy nói vị ấy tu thân trước đi, giữ năm giới cho trọn vẹn, và vị ấy hãy sống hộ trì các căn, và vị ấy sống nuôi mạng thanh tịnh đi, và bỏ hết những cái đỏ đen, số đề, số bạc ấy đi nữa. Đấy, tu cái đấy trước đi rồi hãng tu tâm sau. Chứ còn tu tâm mà còn làm cái đấy thì không bao giờ thành tựu cái gì hết. Dạ, con thưa sư, con xin đọc tiếp câu hỏi từ hành giả Vân ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Một người bà con của con có chồng chết bởi chiến tranh khi bà 27 tuổi. Sau khi chồng mất, bà ấy một mình nuôi ba đứa con nhỏ cho đến khi các con lớn lấy chồng lấy vợ, rồi bà có các cháu. Bà không hề có tình ý với bất kỳ người đàn ông nào khác suốt 50 năm qua. Có người trước đây khuyên bà nên đi bước nữa để có người đàn ông phụ giúp việc nặng. Bà bảo nếu kết hôn lần nữa, đời bà và các con sẽ khổ. Bà nói thà lao động trên ruộng rẫy để kiếm tiền, và nếu cần bà lấy số tiền kiếm được để mướn một người đàn ông đến làm những việc nặng hay sửa chữa nhà cửa máy móc, bà không thể làm. Sự tham ái nam nữ của bà ấy với các đàn ông xung quanh đã hết chưa? Bà ấy còn tham ái với người chồng đã mất không? Trong cuộc sống, sự chung thủy của một người với duy nhất một người yêu, người chồng hay một người vợ là sự tham ái lớn phải không? Xin sư giải thích và chỉ dẫn, con xin tri ân sư ạ. Tham ái với một người còn hơn tham ái với nhiều người. Thì bà tham ái với một ông ấy vậy cũng còn hơn là bà tham ái với hàng chục ông thì tốt hơn. Tốt như vậy là trung thủy, như vậy là trung tình, thế gian tán thán. Nhưng mà với dứt được cả cái tham ái đi nữa thì càng tốt. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Bảo Yến ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi, với Phật giáo Nguyên Thủy thì không trì chú, vậy sư cho con hỏi, vậy việc trì chú như chú Đại Bi có lợi ích gì không ạ? Con xin thành kính tri ân sư ạ. Khó trả lời quá, sợ đụng chạm đến những người người ta đang có đức tin về chú Đại Bi. Bây giờ nên hỏi cái người trì chú Đại Bi là chú được bao nhiêu lần rồi, bao nhiêu biến rồi, bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày rồi, được cái gì chưa? Rồi người đấy trả lời cho mình thì mình hãy nghe theo cái người mà người ta đã có hành trì. Sư không hành trì, sư chịu, sư không biết. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp từ hành giả Huỳnh Thanh Nhàn ạ. Dạ, con thưa sư, trong kinh Pháp Cú phẩm phần phẩm ác, Đức Phật dạy bàn tay không thương tích có thể cầm thuốc độc, không thương tích tránh độc, không làm không có ác. Kính bạch sư giảng giải cho con ý nghĩa của câu này ạ. Bàn tay không thương tích có thể cầm thuốc độc, không đính độc, không làm không có ác. Đây là xuất phát từ cái câu chuyện mà có một cái cô gái. Một cô gái này khi nghe Đức Phật thuyết pháp thì chứng được sơ quả dự niêu ngay từ lúc lên 7 tuổi. Nhưng mà sau này cô lại phải nòng một cái gã thợ săn. Rồi cô đã bỏ nhà đi trốn theo và lấy cái người thợ săn này làm chồng. Và cái hàng ngày thì cô này cô vẫn phải lấy những cái cung tên, những cái đao cho người chồng đi săn bắn. Cô không đi săn nhưng mà cô phải làm cái việc đấy. Rồi sau này cô sinh ra 7 đứa con trai, thì đứa nào nó cũng làm cái nghề săn bắn. Thì cô này ở nhà phục vụ, và hàng ngày chồng con đi săn thì mình vẫn phải sửa soạn những cái vũ khí cho những người chồng con mình. Rồi sau này khi Đức Phật đến độ cho cả nhà, chứng được sơ quả hết lượt, cả cái 7 đứa con trai, 7 đứa con dâu cũng chứng sơ quả, rồi ông chồng chứng sơ quả, còn cô này thì chứng sơ quả từ trước rồi. Thì mọi người với ngạc nhiên, với có cái sự tranh luận với nhau, nghĩ là cô này là sơ quả dự niêu rồi, tại sao cô ấy còn hàng ngày vẫn còn đi mang
cung tên cho chồng con đi săn bắn như vậy thì có tạo nghiệp bất thiện không? Thì lúc ấy Đức Phật mới nói lên cái bài kệ đấy, bàn tay không thương tích có thể cầm thuốc độc đấy, không làm không có ác đấy, là trong tâm không hề có cái ác ý, đấy là tay không thương tích là vậy, không hề có ác tâm, mà cái phận sự của người vợ phải làm việc ấy, cho nên không làm không được, làm theo phận sự của chồng thôi. Vì chồng bảo mang cho ta cái cung tên, không mang thì không được, vì vợ phải nghe theo lời chồng. Nhưng mà cô ấy không hề khởi lên cái ý nhỉ, và mong rằng hôm nay chồng bắn được nhiều con thú về cho ta ăn, vì không hề có cái ác tâm đấy. Vì một vị sơ quả là không còn cái tâm sát sinh nữa, không còn cái ý sát sinh, không còn mong muốn sát sinh nữa, chỉ làm theo phận sự. Đấy là không làm cho nên không có ác, là như thế. Đấy là cái ý nghĩa là như vậy. Dù cô ấy có thể thấy rằng cái hình tướng giống như là một người có thể cộng nghiệp với những người sát sinh, nhưng thực ra không có nghiệp gì, cô ấy không hề cộng nghiệp gì, cô ấy không hề có cái tâm bất thiện gì. Cho dù sống chung với những người ác, cho dù sống chung với những người có bất thiện sát sinh, nhưng cô ấy không hề có cái nghiệp sát sinh, vì cô ấy là bậc sơ quả dự niu rồi. Ý nghĩa thế. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Vũ Nhật. Dạ, con thưa sư, nếu chúng con không nên mời các thầy đi độ đám, thì nếu có đám Phật tử tại gia, con phải làm gì? Con xin thành kính tri ân sư ạ. Đám thì tự mình độ đi, tự mình mang ra, xin các thầy một cuốn kinh về. Như đến đây sư cho bộ kinh bảo hộ, những bài kinh bảo hộ Paritta về, có thể tự mình tụng được, tự mình làm sẽ có công đức lớn hơn là nhờ thầy khác nè. Còn như thời Đức Phật là các hàng cư sĩ là thỉnh Đức Phật hoặc thỉnh các chư tỳ kheo đến nhà để cúng dường chay tăng, rồi hồi hướng cái công đức đấy cho cái thân bằng đã mất và còn hiện tại. Đấy thì cái việc mà thỉnh thầy đi cúng đám đấy là một cái sự sai trái, lệch lạc với giáo pháp. Thỉnh thầy đến nhà để con cúng dường chay tăng thì đúng, còn thỉnh thầy đến để cúng cho con là bậy, không đúng. Vậy thì nếu mà cúng thì tự mình cúng đi cho rồi, thầy đến tụng cái bài kinh đấy, mình mang bài kinh đấy về tụng thì cũng vậy. Còn cúng dường thì ở chùa cũng được, mà thỉnh thầy về nhà để cúng dường tạo ra phước thì nó khác, còn cái việc cúng bái nó khác. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Pháp Tâm ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi lưng y tắm mưa có ý nghĩa là gì ạ? Y tắm mưa là để mình đang giữ lại cái truyền thống từ thời Đức Phật. Thì thời Đức Phật mà cứ đến 3 tháng mùa mưa, trời mưa rất to. Và vì thời ấy chưa có nhà tắm, chưa có bể tắm như bây giờ. Và để đỡ phải thì cái múc nước hay là đỡ phải ra sông tắm thì các vị tỳ kheo tắm ngay tại ở ngoài sân ấy, ra ngoài vườn ấy, tắm trong khuôn viên chùa. Thì tắm như vậy mà cho nên có, vì lúc đầu thì các vị ấy nõa thể tắm rồi, nhiều Phật tử đến nhìn thấy vậy nó không được hay. Và các Phật tử đã xin với Đức Phật là cho chúng con cúng cái vải để choàng lên người cho các tỳ kheo tắm trong lúc mà tắm ở ngoài trời mưa. Nên vậy Đức Phật mới cho phép. Từ đấy đi thì cứ đến mùa mưa là trước khi vào hạ một tháng là các Phật tử sẽ dâng y tắm mưa. Đấy là bắt đầu vào mùa mưa. Mưa ở cái bên Ấn Độ thì người ta mưa suốt 3-4 tháng đấy, mưa suốt ngày suốt đêm, mưa tầm tã như vậy. Nên là các vị có thể tắm ngay ngoài trời được, và cuốn cái vải lên người. Còn chiều ngang của nó khoảng 6-70 phân, chiều dài khoảng 1-1.5 m gì đấy là được, là thành một cái tấm y tắm mưa mà dâng cho các vị ấy để các vị ấy sử dụng trong 3-4 tháng mùa mưa. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì cái mưa nó không lớn như ở bên Ấn Độ, và cũng rất ít người dùng cái y đấy để đi tắm mưa. Nhưng mà giữ cái truyền thống để cho mọi người nhớ lại cái sự kiện là cái mùa mưa của Ấn Độ, cho nên là một số chùa Nam Tông vẫn duy trì cái pháp dâng y tắm mưa trước khi vào an cư kết hạ. Thì đấy là ý nghĩa của việc dâng y tắm mưa là vậy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả online gửi ạ.
Dạ, con thưa sư, con ngồi thiền ở nhà xong, thấy đầu hơi căng. Những lúc như vậy có nên làm thời gian hành thiền đi không ạ? Bình thường con ngồi được 1 tiếng 30 phút mỗi lần ạ. Không phải giảm thời gian mà giảm cái chú tâm, để tâm nhẹ ra một tí, thản nhiên ra một tí, nới lỏng ra một chút xíu, quân bình cái tâm, là chú tâm vào một điểm nhỏ, và khi thấy nó căng căng thì để nới nhẹ nhẹ ra, và tăng cái thời gian ngồi lên nữa, 2 tiếng rồi thì lên 3 tiếng. Cái thời gian thì không cần giảm đi, nhưng mà cái chú tâm thì giảm đi một chút. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Vân ạ. Dạ, con thưa sư, người đàn ông thích ngắm các nhìn các cô gái. Lúc ông thấy mới mẻ, yêu đời, vậy tác hại của việc này là gì ạ? Con xin thành kính tri ân sư ạ. Khi thích, đấy là một cái cách gọi là tham đắm, tham ái. Tham ái đối với cái sắc đẹp, nhất là với sắc đẹp của người khác phái, thì đó là một cái sự trói buộc lớn nhất trong các sự trói buộc. Nên Đức Phật mới nói là ta không thấy một cái sắc nào mà nó chi phối chế ngự cái tâm của người đàn ông như cái sắc của người nữ, và không thấy một cái pháp nào mà nó chi phối chế ngự cái tâm trí của người nữ như cái sắc của người đàn ông. Như vậy thì cái bản tâm, cái bản tính, cái bản năng của con người là nó tham cái sắc như vậy đấy. Thì tham cái sắc như vậy thì nếu như cái vị ấy mà có phước thì sinh về cõi trời rồi để ngắm các nàng tiên. Còn nếu như vị ấy mà không có phước thì sau này vị ấy phải sinh vào những cái cõi thấp kém, cái cõi thấp hèn hạ điển. Vậy thì đấy là cái người mà có cái tham đắm ấy thì trói buộc ở trong sinh tử, tức là vị ấy khó mà đắc được các pháp thượng nhân như là đắc được thiền thông và đạo quả. Vị ấy cứ làm phàm phu mãi mãi.